mỹ phẩm nam Richman, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện cho nam giới, đồng hành cùng Highlight Chim Sẻ Nhắng. Ok, như vậy trận đấu đầu tiên diễn ra, đây là màu 2 dành cho đủ chim sẻ. Ngay trận đấu đầu tiên lấy màu 2 rồi, một thế bài gần góc 6 giờ. Và theo thông tin mình nhận được thì kèo này nhanh thôi, tầm 8-0 đi về. Anh mang bia lên anh em mình khật đi Hải à? Ok anh, ơi ơi ơi. Em sợ anh không chịu được thôi, chứ còn lên đây thì em sợ anh không chịu được. Ở đây thì có sẵn đồ ăn các thứ rồi, xúc xích làm sườn rồi, mì mủng các kiểu đầy đủ anh ạ. Thiếu mỗi cái đấy rồi đấy. Và đây là bầy hiệu đầu đến từ game thủ chim sẻ, một bài quyết định đánh trong kiểu ăn thịt volume trước khi đã thấy bầy hiệu đầu một mỏ quả đầu một cánh rừng dừa tới từ game thủ chim sẻ nắng và đang đưa con hiệu đầu tiên về nhà chính cho mình. Khi đã có dân đổ thịt từ mỏ quả đầu về thì chúng ta sẽ không bị chậm dân nữa rồi, và những con hiệu tiếp theo sẽ được xử lý hết đầu khi là phải đóng ở bên trong này thôi, quan trọng là có chỗ đóng hay không. Và con hiệu thứ hai sẽ đưa về. Em chào anh Nguyễn Duy Tùng nha, chào tất cả em đang xem. Vừa vào trận đấu đầu tiên hôm nay đánh sớm anh ạ, 6:30 đánh để một lát nữa anh em còn leo tháp các kiểu nữa. 7 giờ anh em bắt đầu leo tháp rồi. Bài có thêm một voi đi cùng chim sẻ. Ngày mai em ta sẽ đến với các trận đấu ở trong cuộc chiến tranh top 1, top 2 của cái tháp 33 cung đường xem thuần tiễn. Thì chim sẻ nắng và Xuân Thứ cộng với anh Huy sẽ ra sân vào tối mai. Chào anh em nhá. Hôm nay đánh sớm nha, có gì anh em cho xin like một xe anh em ơi. Mưa gió bão bùng này, ngồi nhà xem kèo đó là chuẩn của chuẩn rồi, không trượt đâu nữa rồi. Hiêu voi quả phụ đã có, nói chung đây là bài đấu đủ dành cho anh thủ chim sẻ. Quan trọng là có thêm voi hay là hiêu để có một bài đấu đi dâng A nữa hay không mà thôi. Bài này thì mình nghĩ là nhìn giống hình dâng A quá, bởi vì chỉ có đúng một cánh rừng dừa duy nhất dành cho game thủ chim sẻ. Với một bài đấu như thế này thì dâng A với cái bài đấu này cũng là ok. Đến từ game thủ chim sẻ, bốn con hiêu đưa về, bây giờ sẽ tách dâng ra để câu voi, đóng thêm cái E nữa, sau đó là ăn quả đầu. Quả đầu 7 cây, quả phụ là 6 cây thì cũng là ok luôn. Tháp tuần này hơi mềm Hải à? Cũng không mềm lắm anh ạ. Nói là mềm nhưng mà khi mà anh em tham gia thực chiến anh em biết là nó có mềm hay không cơ. Các bạn còn nhớ như in cái nội dung leo tháp Sparkus ở trong nội dung Soul Anthem ấy. Một ông rất là ối rồi ôi, từ trên trời rơi xuống đâu một ở đâu lại chui lên tận cuối tháp. Rất khó hiểu nên chúng ta không thể nói trước điều gì được. Đế chế thì nó vẫn là một cái gì đó rất là bí ẩn anh em ạ. Nhưng mà có thêm một bầy hiêu nữa bên ngoài và sẽ đang đưa một dân đi tìm nhà của ý thủ nhãn tử để sẵn sàng với những bài đấu đi dâng A đây rồi. Hy vọng ở đây sẽ là một đôi voi nữa thì lại càng tuyệt vời luôn. Dạo này Facebook nó đang bị lỗi, nó hay bị mất thông báo đấy, có gì thì anh em chịu khó đến đúng khung giờ vào xem thôi. Có lên ăn chanh mỏ quả kia với đội bạn không, mình nghĩ là không cần, tí dâng A lên để bắn luôn thôi. Quả phụ đã có ở đây thì chúng ta cùng xem là một hay hai voi. Đúng một cánh rừng duy nhất anh em nhá, đúng một cánh rừng dừa rất mỏng thôi. Có thêm một cánh rừng dừa nữa giữa bản đồ khá là xa dành cho cái bụi chim sẻ và con voi đầu tiên sẽ đưa về. Có vừa đến với trận đấu này, trận thi đấu đầu tiên ở trong buổi tối ngày hôm nay, kèo solo giữa chim sẻ nắng với game thủ nhãn tử. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào đã muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio và cũng đang là nhà tài trợ vàng cho giải đấu AOE quán nhượng do League Cup mùa 4. Và hiện tại trên livestream đang có khá đông anh em theo dõi đây rồi. Không biết là anh em nào đang có các sản phẩm muốn giới thiệu đến cộng đồng AOE chúng ta thông qua các buổi livestream, các giải đấu, các chương trình của chim sẻ nắng Studio, của game thủ chim sẻ nắng, của fanpage chim sẻ nắng đến với cộng đồng AOE, thì các bạn có thể để lại số điện thoại ở trên phần bình luận, mình sẽ chủ động liên hệ với anh em và hy vọng sẽ được giới thiệu kết hợp cùng anh em trong những khoảng thời gian sắp tới, đem sản phẩm, đem thương hiệu của anh em đến với cộng đồng AOE của chúng ta. Anh em nào mà muốn được quảng cáo giới thiệu trực tiếp trên livestream giống như nhà chợ Richman, các bạn có thể để lại ở phần bình luận anh em nhé, để lại số điện thoại ở phần bình luận. Mình sẽ chủ động nhắn tin cũng như là inbox cho anh em. 24 dân đó là lựa chọn của game thủ chim sẻ trong trận đấu này, bắt đầu cắt dân lên để có thể đóng A. Đây sẽ là bài đóng A cao đến từ game thủ chim sẻ. Bài một hiêu, một voi và hai mỏ quả để có thể ép đời. 2 BS đây rồi. Ở hôm nay thì mình cũng đã nhận được thông báo đấy, anh em nào mà không nhận được thông báo thì có thể chấm than notify để nhận thông báo mỗi khi mà chim sẻ nắng livestream anh em nhá. BA và BM. Bài 24 dân cộng 1 sẽ kích 9 và điểm số nhãn tử đang khá là cao. Không biết là nhãn tử sẽ đánh bao nhiêu dân ở trận đấu này đây. Ok anh Thắng ơi, em xác nhận anh rồi. Đấy anh Phạm Quang Thắng Zalo nhé Hải, lưu lại luôn này. Đó, lát về em ới anh Dài luôn. Ok anh Thắng ơi. Hôm trước thì có một vài anh cũng đã inbox liên hệ nhưng mà về cơ bản thì sao ra vẫn chưa tìm được một nhà tài trợ mới nữa để đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio giới thiệu với anh em.
Rồi bắt đầu cơ cấu ra ruộng thêm bấy nhiêu nữa đến từ đủ chim sẻ. Anh em nào muốn trở thành đơn vị đồng hành cùng chim sẻ nắng studio thì có thể để lại số điện thoại phần bình luận. Ok anh Thắng ơi, em nhận được số điện thoại của anh rồi. Anh đấy, anh comment lần 2 nó thành mấy cái sao ngay đây. Anh em cứ comment cái em phải lưu lại luôn. Trái Nguyễn Thanh Vĩ nhá. Rất mong anh em cho xin like một nút chia sẻ video livestream để cổ vũ cho game thủ chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi như vậy chúng ta lên đời sớm hơn rồi, cái thủ nhãn tử đó một cái lợi thế. Bên kia đánh tới 26 dân cộng 1 thì bạn sẽ kick ở trong đầu 10. Quảng cáo hết bao nhiêu thóc. Cái này thì thực sự nó là vấn đề rất là nhạy cảm mà bọn em không thể nào bật mí với anh em ở trên livestream được. Cái này thì chúng ta sẽ có những trao đổi cũng như là những tình huống nói chuyện với nhau về sau, chứ không thể cung cấp cái chi phí ở trên livestream được. Đúng không anh em? Phải chuyên nghiệp chứ, cung cấp lên livestream quảng ngay. Vâng, như vậy đang có được 4 móng nhà BA ở đây đến từ game thủ chim sẻ nắng đây rồi. Nhãn tử cũng đang cơ cấu với những tình huống tăng Nga. Quan trọng là có những tình huống chốt E và BA hay không, dân quảng phủ đứng chơi rồi. Cho anh đánh mất nha, chào anh em. Làm thêm một chiếc ruộng nữa đến từ game thủ chim sẻ. Sắp tới thì sang tuần, trong tuần này, chính xác là trong tuần này thì sẽ có một vài thông tin nữa muốn cập nhật với anh em về những cái dự án cũng như là những cái chương trình mà sắp tới bọn em sẽ cung cấp với cộng đồng AOE chúng ta. Đặc biệt là những cái lứa tuổi trẻ nữa. Cảm ơn Timo Bonner đã gửi tặng chiếc giải nắng 50 sao ạ, chào anh Hiếu Nguyễn nhá. Hôm nay đánh sớm anh em ơi, để một lát nữa còn nhường sóng cho anh em leo tháp nữa. Đơn đường đầu tiên đã có rồi. Không phải là một tiếng ốp A của nhãn tử mà quyết định lao thẳng bên trong. Nhãn tử đang có một bài đấu cũng dường như là 4 A thôi và sẽ lao vào tìm những cơ sở của nhãn tử để chơi. Đây rồi, chơi thôi. Ở trong chim sẻ nắng Fun Club mở, cái này thì em không biết mở như thế nào anh ạ. Rồi đây là ruộng của nhãn tử bắt đầu phải bay rồi này. 3980 sao đến từ bạn Timo Bonner. Rất ghê gớm, rất nhiều sao. Cảm ơn bạn rất nhiều nhá. Video để ngày lên được không ạ? Thì đang phát trực tiếp mà anh. Phát trực tiếp hôm nay là ngày 5 tháng 6 đấy. Ui. Bắt đầu đấu quân đến từ cái thủ chim sẻ rồi. Cái gì cũng đấu quân bắn dân đội bạn. Lợi thế đang có rất nhiều trên chim sẻ nắng và tỷ số nhẹ nhàng là 1-0 dành cho cái thủ chim sẻ nắng ở trong kèo xe. Khá đơn giản đúng không ạ? Chúng ta cùng chờ đợi đến ngay với trận đấu thứ hai ở trong buổi tối ngày hôm nay ngay sau đây thôi. 1-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng luôn và ta sẽ đến ngay với trận đấu thứ hai. Đánh sớm anh em 8-0 về sớm. Kéo AC nữa. Đây rồi. Đây là máy game thủ chim sẻ, chào anh Nguyễn Văn Huỳnh nhá, chào anh Hoàng Nguyễn, chào anh em. Một tế bài ở gần khu góc 9 giờ và vẫn là màu hai quen thuộc dành cho game thủ chim sẻ nắng. Làm vòng lý do thôi. Hải mở block anh với, anh vẫn comment được thì ai block anh đâu. Làm vòng lý do thôi, đây là một quả đầu. Không thấy voi yêu gì thì chắc là chúng ta sẽ cơ cấu luôn một chiếc nhà BG để có thể khai thác một quả này thôi. Hợp lý đúng không ạ? Đặt hàng sản phẩm Ritman ở đâu thì anh có thể truy cập theo đường link mà em đã ghi phần bình luận. Có cả link TikTok Shop, link Shopee cũng như là website chính thức của nhà sở Ritman. Hoặc là anh em có thể vào kênh TikTok tìm với từ khóa Ritman chính hãng nữa. Ok, rồi bây giờ thì tự nhốt một dân rồi thì phải đấy. Đi ra được không các cú ơi? Tôi nghĩ là vẫn ra được. Ô thật trên tôi rồi mà. Thần kinh mất. Vậy quả bóng về này. Trên giờ mặt này không đi rồi tôi chặt gỗ. Khổ ghê. Và như vậy là tự nhốt mình anh em nhá. Tự khóa mình vào. Bằng một tình huống vẩy bóng về nhốt dần ở đây. Bây giờ thì phải chặt cái móng gỗ này đi thì mới có thể ra được. Nhưng mà quyết định của chim sẻ nắng đó là đen về đi luôn. Đang chờ. Đóng em mới chưa? Đây đóng game mới, lại phải đen ghe đi, tự nhiên mất gỗ anh em ạ. Khổ ghê. Bài này thì đang có bầy hiêu đầu, rừng thông và rừng già đã có dành cho đủ chim sẻ và đang có những đi dò tìm thêm đồ ăn mới. Anh em cho xin like một nút chia sẻ với livestream em ơi. Hôm nay em ta đánh sớm anh em ạ. Hôm nay quyết định đánh sớm để nhường sóng cho các anh em còn theo dõi trận đấu trong khuôn khổ chương trình Leo Tháp Sparkers nữa. Rất may mắn là chương trình Leo Tháp Sparkers thì bọn em vẫn đang đồng hành cùng nhà tài trợ bánh mì Tràng. Và xin nhắc với anh em là bánh mì Tràng cũng tài trợ luôn cho đương kim vô địch của giải đấu AOE Quán Rượu Gió League Cup mùa 4 League 1 với một chuyến du lịch trải nghiệm cùng bánh mì Tràng 4 ngày 3 đêm. 4 ngày 3 đêm với hành trình Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Lạt. Rất ghê. Rồi chuẩn bị thiết kế chiếc bét đầu tiên thôi, hai bầy hiêu bài thiếu một đồ tới được cái thủ chim sẻ và sẽ đưa con hiêu này về để có thể gọi là có tí đồ lùa về. Khôn ngoan nhưng mà không lại với rời à. Ok anh, em quyết định đen đen ra luôn, ông rời nào chịu được. Tránh Nguyễn Thao nhá. Ở đây sang con hiêu đầu tiên được sẻ đưa về, ép đầu thiết kế tại một cái rừng thông hướng về mặt 6 giờ. Nhìn qua thế bài cũng hơi rộng, ở đây có thêm hai voi nữa đây rồi, như vậy là đủ đồ. Bây giờ mà có thêm mỏ quả nữa thì rất là tuyệt vời. Mặt 6 giờ kia, đây có thêm hai voi nữa, như vậy là 4 voi cũng là tuyệt vời luôn.
rất ok anh em ơi. Vâng, con voi đầu tiên sẽ trẻ đưa về, sau đó sẽ phải là một tình huống câu hai voi nhá. Để đưa mấy voi về lại có cả quả phụ nữa, đồ ăn nhiều thế. Nhìn lúc đầu tưởng hèo hèo nhưng bây giờ đồ ăn rất là nhiều dành cho game thủ chim sẻ. Và đến với trận đấu thứ hai trong kèo cung lừa sen thần tiễn, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Nhà trợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, và cùng quay trở lại với trận đấu này. Đây sẽ phải là tình huống bắt buộc phải câu hai voi để đủ chim sẻ. Chúng ta sẽ không thể nào tách một dần nữa xuống 6 giờ để câu hai voi để về được. Rất mất thời gian. Quả phụ đã khai thác đây rồi và đang tìm vị trí để thiết kế chiếc nhà bếp tiếp theo. Đây sẽ là vị trí đóng S2 dành cho đủ chim sẻ. Bài này thì sẽ phải đánh tầm 26-27 dân ạ. Đấy, 27 dân rồi, bởi vì đồ lùa về rất là muộn. Chúng ta không thể nào đánh ít dân với cái bài đấu này được. Và phải tập trung ở trong đơn câu hai voi này. Nó rất là quan trọng. Hai voi này quay đầu thì sẽ ép lỗi ngay. Rồi, giải quyết. Đây sẽ là con voi đầu tiên và bây giờ sẽ là con voi tiếp theo. Ok, pha câu hai voi thành công đến từ chim sẻ và con voi thứ tư sẽ đưa về. S2 thiết kế bài đánh 27 dân. Kích trọng voi. Hợp lý đúng không ạ? Và hiện tại ở trong buổi tối ngày hôm nay, nếu như anh em nào đang có sản phẩm, đang có công ty, có thương hiệu muốn đưa tới, muốn giới thiệu tới cộng đồng AOE của chúng ta thông qua các buổi livestream trên fanpage của game thủ Chim Sẻ Nắng hay là thông qua các fanpage của hệ thống fanpage của Chim Sẻ Nắng Studio, thì các bạn có thể để lại số điện thoại trên phần bình luận. Mình sẽ chủ động liên hệ với anh em và rất mong được hợp tác kết hợp cùng anh em để mang các sản phẩm, các thương hiệu của anh em đến với cộng đồng AOE. Thì anh em có thể để lại số điện thoại ở trên phần bình luận, mình sẽ chủ động liên hệ với mọi người nha. Rất mong là anh em ủng hộ cho Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Sẽ lùa bầy hiệu này về để có thể cơ cấu chiếc bét thứ ba, ăn cả hiệu cả gỗ, 4 voi về cũng là ok rồi. Bây giờ sẽ là con dân nắm nhiều điều kiện. Mặt này sẽ là BM này, BA cộng 1 dân và BM. Bầy hiệu này hơi loằng ngoằng, sẽ khá mất thời gian để cho chủ chim sẻ. Nó BM lâu thế và 13x hơi lỗi, 27 dân cộng 1. Rồi cơ cấu chiếc nhà bét nữa đây thôi. Bài này thì mình nghĩ là sẻ sẽ lên đời ba muộn hơn so với cái thủ nhãn tử. Nhưng mà chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những cái tình huống soi tham của cái thủ chim sẻ sẽ đem đến cái bài đấu như thế nào. 18% đến từ nhãn tử. Các bạn đừng có thể lên sớm chúng ta. Ok, anh Phạm Tuấn Hải ơi, tuần sau anh xuống thì anh có thể qua văn phòng em giao lưu nhá. Biết đâu là bọn em lại có thể giới thiệu chuỗi BA của anh đến cộng đồng AOE ở Bắc Ninh chẳng hạn. Ừ, hay ông nào làm kèo BA chim sẻ nắng studio lên giao lưu anh em Bắc Ninh nữa thì quá hợp lý luôn. Tuần sau anh xuống đúng không? Nhớ gọi em ấy nhờ, em đưa số cho anh đấy. 28 là thăm lại hiện tại cho bài đấu này. S3 ăn cả hiêu cả gỗ. Nói chung là với cái lực này thì mình nghĩ vẫn là ok để từ cái thủ chim sẻ. Quan trọng là nhãn tử sẽ thi đấu như thế nào và đẩy quân chúng ta từ hướng nào thôi. Bây giờ thì còn đúng một cửa ngõ trước mặt 12 giờ ở giữa bản đồ vào nhà chim sẻ thôi. Tránh tiền béo nha, chào anh em. Không biết là anh có phải ở chỗ 95 trung kính hay không đây, tránh Thuần Nguyễn ạ. 4A, 5A. Như vậy là sẽ bài 5A tới từ chim sẻ. Khi mà đánh 28 dân ở trận đấu này, bắt đầu cộng được dân đây rồi. Còn rất nhiều những con hiêu lẻ bên ngoài. Một lát nữa ta sẽ chấn dần mấy cái BE từ sát mép bản đồ 6 giờ về cái BA của mình. Thì bạn có lao vào mặt đó thì cũng phải đi vòng qua mặt BA, rồi sau đó thì căng thêm một vài cái BE nữa từ mặt 12 giờ xuống đây là ok luôn. Tuần sau anh xuống đánh giải Mỹ Đình sẽ cố gắng thua sớm để trả đá với em ạ. Ok anh. Rồi giải quyết nốt một con hiêu này thôi. Chào bạn Nguyễn Yến Nhi nhá. Tuần đầu tiên năm A và đã bắt đầu bị bắn đến từ chim sẻ không. Đó là dân của nhãn tử. Dường như là một bài đấu đi dò nhà đến từ nhãn tử thôi, chứ mình nghĩ là không phải là một bài đấu đi dân Nga đâu. Bởi vì con dân này vào khá là muộn. Thì bài này ấy sẽ dò nhà và để đẩy tân quân đầu nó chuẩn xác hơn đấy. Tắc dân gỗ dưới kìa, tắc đâu. Rồi ra kê mặt 12 giờ này, chắc chắn đội bạn sẽ lao vào mặt 12 giờ này rồi. Đúng là như vậy, bỏ gỗ bắt đầu bị chơi vào, chưa mất dân nào. 4A đến nhãn tử, chúng ta là 5A, thoải mái đấy. Không nghe. Và tham lai là 39 đến từ game thủ chim sẻ. Thời điểm đầu như thế này là không ảnh hưởng gì nhiều thôi. Giờ đứng kê ở đây thôi. Với bài đánh 5A này thì chỉ cần một vài tơn nữa thôi, lượng quân sẻ sẽ đông hơn cho game thủ nhãn tử. Bắt đầu đưa quân ra mặt 12 giờ đứng kê.
sáng tác khá là mượt cho anh Hải Long ạ. Em chào anh Nguyễn Văn Quang nhá, anh có thể chọn phần xem trước chưa anh? Chọn phần xem trước để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà chim sẻ đang livestream. Để một tơn lao vào đến nhắn tử nhưng chắc chắn là sẽ quay ra khi mà đã hạ gục được 2 nông dân của chim sẻ. Và chắc chắn sẽ găm một tơn nữa ở trên 12 giờ lao vào nhà chim sẻ nhắn nữa. Chúng ta phải đòi lại 2 cung R, mất 2 dân phải ăn được 2 cung R. Để làm một con vậy. Nhúc tạm con anh em nhá. Em chào anh Vũ Văn Phú nhá. Anh em cho sim like một xe nào và anh em nào đang muốn trở thành đơn vị đồng hành cùng chim sẻ nắng studio để giới thiệu thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đến cộng đồng AOE thì các bạn có thể chủ động để lại số điện thoại ở phần bình luận. Mình sẽ liên hệ qua anh em, liên hệ với anh em và rất mong được hợp tác quảng cáo các sản phẩm, các thương hiệu của anh em đến cộng đồng AOE thông qua các livestream của những chim sẻ nắng. Hello mọi người nhá. Chưa phát hiện nhà đối phương ở đâu cả, mình nghĩ là nhà đối bạn sẽ nằm 12 giờ thôi. Tránh ớt thóc ạ. Đây rồi, đây là nhà BA bên phía đối phương, một tờ đi quân khá là táo bạo đến từ cái rủ chim sẻ. Nhưng mà lượng quân ở nhãn tử ở nhà là rất đông nhưng chắc chắn là tờ này sẽ phải lùi rồi. Chúng ta cần có công nghệ đó là chặt gỗ 2. Cũng chưa soi tham nữa. Rồi, thêm vài chiếc ruộng nữa đây đến từ cái rủ chim sẻ nắng. Với tham mai đang số là 58/64. Cho anh Đặng Văn Khởi nhá. Ruộng đường rất ok và bây giờ ta đã nhìn hình nhà các bạn một cách rõ ràng rồi. Đó có vấn đề duy nhất là nhà đối phương đang ở trên một con đồi rất là cao, chính xác là nhà BA đang ở trên một con đồi cao. Sẻ chứ không thể nào lao lên con đồi này được. Đang đứng đục BM đối phương cũng là một lựa chọn này. Không biết là nhãn tử 4A thì chắc là cũng 2 rồi đấy. Có nghĩa là nhãn tử cũng 2 rồi. Sẻ được chưa? Tránh nông chiến nhá. Vẫn đang cố gắng bắt đều 5 nhà BA. Chưa gỗ 2 thì chưa tăng A được anh em ạ. Phải lên gỗ 2 cái đã. Anh em nào lại nhắn tin đây. Công công được nhà đội bạn rồi anh em ạ. Đây rồi, đây là cung đờ cái thủ nhãn tử. Và tham lai cái thủ chim sẻ đang ở số đó chính là 71 rồi. Chào anh Sơn Spentec Thiên Phúc nhá. Đây, mấy nhãn hiệu như này, mấy thương hiệu như này mà quảng cáo trên livestream cái thủ chim sẻ anh em làm xây nhà đây. Nếu mua sơn này sơn nọ chẳng hạn thì quá tuyệt vời luôn. Sẻ nó có khoảng 40 dân rồi. Vào đây dãy nhà BE của nhãn tử. Nếu mà bây giờ người ta bắn vào đây thì như kiểu là rất dây động rừng ấy, đội bạn có thể lao thẳng vào nhà chúng ta. Thế trận này đánh sẽ rất là lâu dài đây. Đang chờ đấu quân ở giữa map để lao vào sát mép bản đồ để thủ chim sẻ. Bắt đầu đấu quân giữa bản đồ rồi, tân kia phải lao vào thôi. Đấy, đứng trên dốc này điều quân đội bạn và tân kia bắt đầu lao vào bắn e không, như vậy là tràn A để có thể lấy lên con dốc ở sau mông nhà BA của thủ nhãn tử dành cho chim sẻ nắng. Một pha gọi là luồn lách đánh võng khá là khéo léo dành cho cái thủ chim sẻ. Liên hệ quảng cáo liên hệ ai, anh có thể để lại số điện thoại cho anh DS Thành Công ơi. Anh để lại số điện thoại thì em sẽ chủ động liên hệ với anh. Nhưng mà sẻ nhà bị bắn ruộng đau quá. Ây và nhãn tử cũng tơn lao vào ruộng chính của cái thủ chim sẻ luôn. Một tình huống lao vào cũng cực kỳ là bất ngờ dành cho cái thủ nhãn tử. Tránh Châu Tuấn gốc gạo nhá. Tham lai chim sẻ đang ở số là 71 và đang bay hết ruộng của mình rồi và đang cố gắng để ốp nhà BA bên phía đối phương. Ok anh Thành Công ơi, em đã nhận được thông tin của anh rồi, mai em sẽ chủ động liên hệ với anh Thành Công ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Tham lai là 6x dành cho cái thủ chim sẻ đang rất căng ở trong tình huống này khi mà đối phương vừa bắn bay hết ruộng cái thủ chim sẻ, dân vẫn đang phải đập tung đờ đối phương. Nhà BA vẫn đang bị ốp và chúng ta chưa ốp được nhà bên phía đối bàn một cách nó chuẩn chỉ. Tham lai 6x và bắt đầu ốp được nhà BA của cái thủ nhãn tử rồi. Và đây một thế trận đổi nha, dành cho cả hai game thủ sẻ chắc chắn là sẽ phải bay ruộng thêm một lần nữa. Vấn đề là nhãn tử đang dẫn quân về để có thể đỡ nhà của mình, vấn đề là dẫn bên phía đối phương. Tham lai chim sẻ đang xuống là 60 và đỡ con quân nào ra là phải đẩy lên nhà đối bạn luôn. Tất tay, không còn gì để mất nữa rồi, bay hết ruộng rồi, không thương nhà nữa. Dân nhãn tử là quá nhiều ở trong tình huống này, các bạn có thể thấy nhãn tử đang quá nhiều dân. Và đập cung rời game thủ chim sẻ đang một cách thẳng cánh luôn. Và dân quân đội bạn bắt đầu kéo về thêm con cung R ra đây, ruộng bạn tiếp tục bị bắn vào. Ta đang có được ruộng ở nhà chính, đang có ruộng ở trong mặt 9 giờ, một vài cái ruộng. Vấn đề là những con cung R tiếp viện, nó cần phải đều và dồn lên liên tục. Bởi vì nhãn tử vẫn ra được quân. Đội bạn vẫn còn ruộng ở nhà chính và vẫn còn vỏ gỗ ở mặt 3 giờ. Sẻ không ốp được ai ở nhãn tử ở trong tình huống này thì sẻ sẽ thua. Nếu như không ốp được nhà BA đội bạn ở trong tình huống này nữa thì vẫn sẽ là thua. Đến từ cái thủ chim sẻ tham lai bị đè và một đều trong kèo solo cung R xem. Thất bại dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Một bài đấu rất khỏe đến từ game thủ nhãn tử kín nhà BA trên đồi cao và những tình huống đi quân phải nói rất là hay. Bài đội bạn lên đời sớm hơn. Chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ ba ngay sau đây thì anh em ơi, một đều anh em nhá. Vẫn là màu 2 dành cho game thủ chim sẻ. Một thế bài ở góc 9 giờ.
dành cho cầu thủ chim sẻ nắng. Gỗ đầu rất là gần ở trong một bài đấu như thế này. Dừng là dừng dừa, à, xin lỗi, dừng thông đẹp mắt đây rồi. Quả đầu đang có được 2, 4, 6 cây. Có xe giò tìm đồ ăn. Thật là mệt luôn. À đây hiêu đây rồi, đóng máy tàu rồi, đánh máy tàu thôi. Đây lùa bầy hiêu này về. DS đầu thiết kế và lùa mấy con hiêu này về. Bài rất kín luôn này. Ba rừng thông cạnh nhà luôn. Siêu kín đến từ cầu thủ chim sẻ. Anh em cho xin like, nút chia sẻ video livestream em ơi. Cả nhà mình ơi, Tránh Hoàng Việt Cường nhá. Ca sĩ gì mà trước gặp tỏi nhờ cho Việt Cường. Mấy anh Việt Cường này hơi nguy hiểm. Mình mới sao nghe giọng khác thế. Bọn em mới đổi địa điểm thi đấu anh em ạ. Bây giờ đến những kèo đấu của Sparkers thì mình sẽ diễn ra trực tiếp tại Sparkers Chim Sẻ Nắng Cyber Game với địa chỉ số 18 ngõ 201 đường Nguyễn Tuân. Và cái mic ở đây thì nó khác so với mic ở văn phòng. Thêm một cái nữa thì ngồi ở đây thì không gian nó khác so với không gian ngồi bình luận tại văn phòng. Nên là nghe tất nhiên là giọng nó sẽ khác đi rồi. Tránh Quốc Tuấn nhá. Hiêu đầu 6 con đã được đưa về. Còn 3 hiêu nữa, quả đầu thì 6 cây. Nhà thì rất là kín đây rồi. Sao tên Cường lại nguy hiểm được à? Đơn giản em thấy nguy hiểm rồi anh ra ấy. Làm vòng đi dò nào, xe dò thì chưa tìm thấy những đồ ăn mới tới từ cái thủ chim sẻ. Và đang tách dần đi dò những đồ ăn tiếp theo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh sớm. Một lát nữa thì các game thủ, bây giờ thì các game thủ đang thi đấu trong chương trình leo tháp sẽ bán cướp rồi. Khi mà Vitamin đang đối đầu với MacR. Sau đó còn đối đầu với mấy anh em bên phía Trung Quốc nữa. Tối ngày hôm nay thì sơ luyến bận rồi. Rồi giải quyết nguyên hiệu này. Làm vòng đi dò. Không thấy thêm gì nhở. Đang hơi loằng ngoằng. Đây con hiệu tiếp theo dành cho đủ chim sẻ. Chúng ta đang đến với trận đấu thứ 3 trong kèo cung đường xem. Tỷ số đang là 1-1. Sẻ thắng trận đầu và nhãn tử ngay em tức quân mình kinh biệt. Đây sẽ là trận đấu khá là quan trọng. Tránh Đặng Văn Trương nha, tránh Nguyễn Phụng ạ. Đây bầy hiệu đưa về, có 2 bầy hiệu đến từ game thủ chim sẻ. Và cần phải tìm thêm đồ nữa. Quả đầu được khai thác rồi, quả phụ thấy chưa? Tôi dường như là chưa nhìn thấy quả phụ đâu cả. Nhà thì rất là kín. Xe dò đẩy đi một vòng. Đồ ăn bên ngoài khá là xa đến từ game thủ chim sẻ đấy. Trận này mà sẻ thua biếu hải 1 triệu uống bia em nhé. Ây à. Càng đấy, trận này em thấy là không có đồ ăn đâu anh ạ. Anh chuẩn bị tinh thần dần đi. Đây là bầy hiêu bên ngoài đến từ cái thủ chim sẻ. Và vừa đến với trận đấu này, trận đấu thứ 3 trong cuối đầu giữa chim sẻ nắng và nhãn tử. Chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman. Một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới. Và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman chúng tôi thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và quay trở lại với trận đấu này, như vậy là đã đủ đồ với hai hiêu hai quả đến từ chim sẻ, quả đầu 6, quả phụ 6. Và như vừa rồi thì anh em thấy là mình đã giới thiệu anh em các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman, thì anh em có thể đặt hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Và anh em nào đang có sẵn các sản phẩm, các thương hiệu muốn đem đến, muốn quảng bá đến cộng đồng AOE của chúng ta thông qua fanpage của game thủ chim sẻ thì anh em có thể để lại số điện thoại, mình sẽ chủ động liên hệ và hy vọng sẽ có thể hợp tác quảng cáo các sản phẩm, các thương hiệu của anh em trên livestream của game thủ chim sẻ nắng đến cộng đồng AOE chúng ta. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy là bên kia đánh 25 dân, sẻ là bài đánh 26 dân. Đây sẽ là chiếc nhà bét tiếp theo để có thể khai thác gỗ. Em trai Nguyễn Khắc Đáng nhá. Đây đang có xe giò đẩy đi tìm nhà đối thủ đây. Mưa gió cảm cúm hắt xì liên tục này. Hải ơi anh nhắn tin vào số điện thoại của em rồi nhé. À, anh đã biết cả số điện thoại của em mà anh Hà. Em chưa thấy anh ơi. Anh biết là mà trước rồi em chưa đổi số điện thoại, không biết là anh có nhắn nhầm số nào hay không. Chào anh Tống Văn Tuân nhá. Mua hàng thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận với link TikTok Shop này, link Shopee này, website chính thức của nhà tài trợ Richman nữa. BMBA cộng 1 dân. Đấy nên là anh em nào muốn quảng cáo các sản phẩm, các thương hiệu của mình đến với cộng đồng AOE thông qua livestream với đủ chim sẻ, giống như các nhà tài trợ vẫn đang đồng hành chúng tôi như là Richman, như King Blue, như System Fan, thì anh em có thể để lại số điện thoại ở phần bình luận. Ok anh Lã Hà ơi. Đấy rồi. Đấy, mai em sẽ liên hệ với anh Giai luôn. Đấy, anh em nào muốn kết hợp thì cứ để lại số điện thoại thôi. Em Hải Mario sẽ là người trực tiếp liên hệ với anh em và
kết nối anh em cùng với Chim Sẻ Nán Studio. Biết đâu được giới thiệu, được quảng cáo các sản phẩm của anh em đến cộng đồng AOE thông qua livestream với đủ chim sẻ. Vâng. Không, trên đấy không phải số của em rồi anh ơi. Đây em gửi lại số của anh nhá. À em gửi lại số của em. Em tưởng đấy là số của anh. Đây là em trả lời comment rồi, số điện thoại em đấy anh ơi. Có gì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này của em là được. Hai mươi sáu dân cộng một đến từ game thủ chim sẻ. Anh em nào muốn trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng Chim Sẻ Nán Studio, muốn quảng cáo các thương hiệu các sản phẩm của mình trên livestream game thủ chim sẻ thì có thể để lại số điện thoại. Đó, mấy anh em mới vào đang hỏi để lại số điện thoại làm gì, thì xin trả lời anh em như vậy. Số điện thoại xấu quá, đổi số điện thoại đi bình luận viên. Thực ra số điện thoại này em dùng từ khi mà học cấp 3 đến giờ rồi, nên là cũng lười chả buồn đổi, định danh các kiểu tất cả số điện thoại này, nên là cũng lười chả muốn đổi anh ạ. Đây mấy anh em đang add Zalo của em đây rồi, em thấy rồi. À đây anh Lã Thanh Hà đây rồi, em đây anh ơi. Dạ anh. Ok em trả lời anh Hà luôn rồi nhá. Không biết là anh đang kinh doanh cái sản phẩm gì. Tớ đầu tiên 5A đánh thanh hạnh ạ. Thêm vài chiếc ruộng nữa đây rồi. Lên đời ơ. Sớm mất đối thủ này. Mỗi ngày xin được mấy triệu mà dùng số điện thoại số thế à. Mỗi ngày xin mấy triệu này phải làm việc khác nữa. Dành chân anh Tú nhá. Tớ đầu tiên đã có đẩy đi. Đổi số như là lúc nào mà vỡ nợ với đổi số đúng không nhỉ. Mình cũng ngấp nghé cái khoảng đấy rồi đấy. Sắp đổi rồi anh em yên tâm. Đây rồi. Như vậy đây là nhà của vụ nhãn tử ở mặt 3 giờ đang gom quân. Cửa quấn đức thanh đo này. Đây anh nào ăn Zalo em ăn hết luôn này. Lờ lu này. Cửa quấn này. Và thằng này là số là 4x đến từ cái vụ chim sẻ. Đây là nhà của cái thủ nhãn tử và đang có một thế trận công tổng lực đến từ chim sẻ nắng rồi. Sẽ có những huống vác dân ra quật đến từ nhãn tử thôi. Chào bạn Trương Anh Dũng nhá. Chưa có những tình huống vác dân ra đến từ nhãn tử, nhưng mà với cái áp lực này của cái thủ chim sẻ thì cũng sẽ rất là khó dành cho đại diện bên phía cộng đồng AI Trung Quốc. Nhưng mà cung lờ nó đẩy lên liên tục, tách một cung lờ bên trong ruộng đối phương và tần tiếp viện đã đến. Tỷ số sẽ là 2-1 dành cho cái thủ chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Kèo solo cung lờ sen tuần tiễn với một cái hình như thế này là hình không cửa thua rồi. Không lý do gì đánh thua ra trận này được cả. Tôi vào đánh trận này khi vẫn thắng 2-1 đánh cho đủ chia sẻ và ta cũng chờ đợi đến với trận đấu thứ tư ngay sau đây thôi. Đơn giản để anh em nhớ cảm giác thắng rất là nhẹ nhàng. Tránh thứ phạm nhá, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư. P đọc mã Hải Mario sẻ đệ mình giảm 50% tiền bàn luôn. Giảm 50% này dễ bảo Hải Mario xuống phơi đi tiền bàn luôn. Rồi làm vòng đi dò đến từ cái thủ chim sẻ thôi. Một thế bài ở góc 5 giờ đến từ game thủ chim sẻ nắng. Bắc Ninh có vẻ nhiều cơ thủ phết anh em nhở. Mình cũng là một người biết chơi VR thôi chứ mình cũng không phải quá đam mê. Quả đầu đang có đó là 6 cây đến từ chim sẻ, một bầy hiêu đầu rồi. BG thôi, bầy hiêu khá là xa nên chúng ta sẽ đóng luôn BG để có thể khai thác một quả này. Ây à, hàng ngon nha. Bầy hiêu này đóng ăn nhân đôi, ăn cả hiêu cả gỗ. Hai voi đưa về nhà chính. Bắc Ninh tìm nó một quả. Map có vẻ đẹp về đồ ăn rồi đấy. Gỗ đầu cũng không phải quá xa dành cho cái đủ chim sẻ nữa. Đã đi dò về mặt 6 giờ đây rồi. Dò được đôi voi sát mép bản đồ này khá là thơm. Đang dẫn trước đội bạn với tỷ số là 2-1 và cần 2 chiến thắng nữa để có thể hạ gục đối phương. Hả? Tất. Phải 2 kênh 2 kèo mà. Vậy là hai bên thì mới có để gửi lại chứ. Sơn nước sơn nhà rồi em. Ok anh Giai. Anh em đợi chút ạ. Rồi bắt đầu đưa voi về đến cái thủ chim sẻ đấy rồi. Ở trong cộng đồng đế chế chúng ta thì có khá nhiều anh em làm xây dựng nhỉ. Như anh Hà thì đang làm sơn này. Có anh Thắng hôm trước bảo treo thưởng cho anh em thủ thắng chim sẻ nắng 10 triệu. Cũng vừa nhắn tin cho tôi và tuần tới ra Hà Nội anh em gặp nhau qua giao lưu một tí. Kết nối cái.
làm xây dựng này, một anh làm một anh làm xây dựng, một anh làm sơn này, quá hợp lý luôn. Rồi con voi tiếp theo, con voi thứ hai sẽ đưa về thôi. Bài hai voi hai hiêu đến từ ghế thủ chim sẻ nắng. Anh em cho xin like, nút chia sẻ cho livestream nhé. Hello mọi người, hello anh em. Chúng ta đang dẫn trước với tỷ số đó chính là 2-1 đây rồi. Và con voi này là con voi thứ hai đến chim sẻ, thấy anh em báo về là cũng có quả phụ rồi thì phải. Hôm nay đánh sớm anh em ạ. Không, hôm nay chỉ có kèo solo thôi, không kèo 22, solo hai nội dung. Đó chính là xem và AC. Xe giò đẩy đi tìm nhà đội bạn. Chấm thêm một cái E nữa ở đây. Tránh Ngô Phú Vũ nhá. Rồi, S thứ hai ăn cả hiêu cả gỗ đến từ chim sẻ đấy rồi. Và trước khi đến với những uống giam xanh ở trong trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với bạn về nhà trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Nhà trợ Richman tôi là đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trợ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đó, anh em có thể thấy là vừa rồi mình đã giới thiệu cho anh em các sản phẩm tới từ nhà trợ Richman. Và ở trên livestream buổi tối ngày hôm nay của game thủ chim sẻ nắng, nếu như anh em nào đang có công ty, đang có các sản phẩm thương hiệu muốn giới thiệu đến cộng đồng AOE chúng tôi thông qua các livestream của game thủ chim sẻ nắng, thì các bạn có thể để lại số điện thoại ở phần bình luận, mình sẽ chủ động liên hệ với anh em và hy vọng được kết nối, được hợp tác quảng cáo các sản phẩm của anh em trên livestream của game thủ chim sẻ nắng ở trong khoảng gian sắp tới. Rất mong được kết hợp cùng với quý công ty, quý nhà tài trợ. Đó, tuyệt vời luôn. Như vậy là cả hai thủ đều đang có 25 dân. Bài hai hiệu hai voi. Nói chung đồ ăn là ổn, trong trận đấu này dừng cũng không phải là vấn đề quá là tệ đến từ cái thủ chim sẻ. BBBM sẽ bo mặt từ 3 giờ, BA đóng ở sau cái bầy hiệu thứ hai. Dãy từ 9 giờ xuống đây thì sẽ là dãy nhà BE chẳng hạn. Không, nhà này bạn 9 giờ thì chắc BA đóng đây luôn rồi. Tránh Huy Blue Chip nha em đây anh ơi. Em chạy Đồng Nguyễn ạ. Đây BA đóng mặt này. Đây BA cộng dân BM. Do chúng ta đẩy xe giò và đã phát hiện ra nhà đối phương ở mặt 9 giờ. Đến đây sẽ là cái hướng đóng BA chúng ta để công nhà đối phương một cách nó chính xác hơn. 25 dân cộng 1 sẽ kích 9 5X. Rồi 949 ạ. Chín bốn chín anh em nhá. Khán giả này ngồi xem đông thế à? Có anh ngồi sau bây giờ đang có cả mấy ông em 202 nữa đây, ngồi theo dõi đây. Sắp tới cho mấy ông em này giao lưu với anh Kiên đẹp luôn. Ai à? Anh Tài Long số điện thoại đẹp thế này. Ok anh Long ơi, em lưu số anh rồi. Số đẹp thế. Thứ quý 8 này nữa. Rồi bắt đầu tăng A đấy, cái thủ chim sẻ rồi. Cảm ơn Nguyễn Tuấn Anh với 50 sao gửi tặng cái thủ chim sẻ nắng nhá. Thêm vài chiếc ruộng nữa đây rồi, em trang nghiêm lê ạ. Ruộng đường rất là ok. Lực chúng ta vẫn còn từ bầy hiêu này. Rồi tăng A thôi. Trần Lê Ngọc Tuấn á. Đang cố gắng bo bế nhà cửa mình. Em chạy Phạm Trường nhá. Nay đánh sớm chưa kịp ăn uống gì đâu anh ơi. Đánh nhanh về ăn cơm 4A, 5A. Đến từ cái thủ chim sẻ. Chạy Thanh Lương, chạy Việt Hùng. Cần 2 chiến thắng nữa để hàng của đội bạn được kèo xe hàng. Sau đó đến ngay với kèo đó chính là Asian. Hôm nay chỉ có kèo solo 2 nội dung anh ạ. Không có kèo 22 đâu. Bởi vì các game thủ còn đang tham gia nội dung leo tháp. Chương trình leo tháp sở bài cơn nữa. Anh em có thể theo dõi trên fanpage Leo Tháp Sở Bài Cơn và trên kênh YouTube Chim Sẻ Nắng Official. Tránh Nguyễn Thanh Quang nhá. Tránh bà chuẩn được 948 anh ơi, 25 dân. Nhanh đi ăn tối gì. Ok, tránh hưởng đặng nhá. 5 nhà BA và vít luôn tân 2, tân chim sẻ đẩy luôn. Tân 2 cũng đã đều bo bế dần đến mặt 3 giờ này. Nhanh chóng đẩy thẳng vào nhà đôi bạn. Gặp luôn, đây là cung R game thủ nhãn tử. Và có một mỏ quả đối phương đang khai thác ở đây. Chào bạn Hải Nguyễn nhá.
38/48 là tham lai của Yến Rủ Chim Sẻ và đang tìm hướng để đi vòng từ mặt 12 giờ công nhà đối phương. Chứ để trèo lên con dốc này thì nó sẽ là hơi căng. Tới được Yến Rủ Chim Sẻ, con dốc này rất là cao. Đang cơ cấu phát triển và lọ mọ một tơn. Kene để xem có đối phương. Ê, đi vòng kìa, đi vòng 3 giờ vào kìa. Một cung R đi vòng đến từ đội bạn vào đây nhà BA Nhãn Tử và bắt đầu đấu quân dành cho Yến Rủ Chim Sẻ. Đang chờ những đơn vị cung R nở ra ở nhà để bắt luôn tơn này. Đấy, đấu thôi. 48/52 đó là tham lai của Yến Rủ Chim Sẻ. Tách một con về để đỡ cung R đi móc của đối phương và sau đó sẽ đẩy tất tay quân lên nhà đội bạn. Vẽ ruộng để kín luôn không đối phương đi móc nữa rồi. Sau kèo này có một kèo AC nữa anh ơi. Tấn quân tiếp viện, Chim Sẻ đang đã đến. Rồi bắt được con cung R đi móc rồi. Đây là nhà BA bên phía bạn. Sẽ không còn con cung R nào của Nhãn Tử đi móc ở đây nữa đâu. Tôi khẳng định anh em bởi vì Nhãn Tử đang thủ nhà. Ị cho quần này vác cả dân gỗ để vụt cung R cái thủ Chim Sẻ đây rồi. Sẻ đang hit and run cung R đối phương. Nông dân của Nhãn Tử mang ra gần 10 con và sẽ phải hit and run những nông dân này. Tham lai là 50 đối với thủ Chim Sẻ. Đang muốn chậm lại một nhịp rồi. Vâng, lại lao lên dốc nhưng đó là pha vẩy hay đến từ Nhãn Tử. Phải vẩy rất tốt. Nhưng Sẻ vẫn cố tình lao lên. Cái tập này là 46 của mình tự tin khi mà những tình huống điều R chúng ta tốt hơn so với đối thủ. Nhưng đây là pha vẩy đau đến từ Nhãn Tử. Ây 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 Các cô ơi, chết tôi rồi. Số kinh này. Hảo hảo anh em ạ. Vẩy e này chịu rồi. Điểm qua anh em ơi. Nhãn Tử vừa có tơn vẩy e quá ghê gớm để có thể bắt quân của Yến Rủ Chim Sẻ. Và Sẻ vừa bị bắt tơ quân rất to. Đầu đây và Nhãn Tử bắt đầu chuyển từ thế đánh thủ sang thế đi công rồi. Sẻ đang chưa có công nghệ chặt gỗ 2 cho những đơn vị cung gỡ mình. Và đội bạn bắt đầu tràn vào nhà BA. Tham lai là 52 dành cho Yến Rủ Chim Sẻ. Và nhà BA này có một con dốc khá là cao. Có cái tơn inbox của Nhãn Tử thì chúng ta có thể chốt e kín luôn. Đây, bắt được một con kia chúng ta có quân kê đó rồi mà này cũng kín rồi. Và bạn đang cố tình tràn ra nhưng không được. Tham lai là 5x đến từ cái thủ Chim Sẻ. Đây là ba cung đấy móc máy đến từ cái thủ Nhãn Tử. Mà này đã bo rồi. Thấy Sẻ bị bắt quân mà tao lại cảm thấy hả dạ thế nhỉ. Cày ghê. 60 là tham lai của cái thủ Chim Sẻ ở thời điểm này. Năm ma vẫn đang bắt đều. Bo bế kín nhà rồi. Năm mươi dần đến từ Nhãn Tử càng nhé. À, 38 dần sorry các bạn. 50 dần thì rời vỡ. 38 dần nha. Đang kè này để xem vị trí đứng quân đối phương ở đâu. Và đó là một quân to đi vòng vào mặt 3 giờ của Nhãn Tử. Ây à, quân đi to đấy, đổi nhà thôi. Vâng, anh thích đi vòng thì em đổi nhà anh luôn. Chán à luôn, vậy ấy. Tạm lại là 65 đến từ cái thủ Chim Sẻ và giật một tơn quân về để đỡ nhà. Nhưng Nhãn Tử bắt đầu lao vào rồi. Và vậy tới từ cái thủ Chim Sẻ. Bây giờ sẽ cần rất nhiều thao tay khi chúng ta còn phải đỡ nhà và chúng ta còn phải công nhà đối thủ nữa. Cần phải lùi lại giữ dân ở khu vực quanh ruộng của mình dành cho cái thủ Chim Sẻ và bắn vào ruộng Nhãn Tử. Nhãn Tử đã có rất nhiều ruộng ở đây. 60 là tham lai của cái thủ Chim Sẻ và đang ốp nhà BA bên phía đối phương, bắn dân bên trong. Dân Nhãn Tử đã vác ra để đập cung R cái thủ Chim Sẻ đáng. Sau thế trận giống trận 2 ấy nhở, nhưng mà lần này chúng ta không mất hẳn ruộng anh em nhá. Không mất hẳn ruộng, chúng ta còn bắt được quân đội bạn nữa. Còn đây là dân đối phương. Tham lai Chim Sẻ là 54 trong trận đấu này. Một thế đổi nhà nhẹ nhàng đến từ gái kiếm thủ. Bắn được khá không quá nhiều dân ruộng đối phương đâu. Mình cần phải triệt để tân này bằng những cú vẩy e đến từ Chim Sẻ nhà. Tham lai đang xuống là 50 thì bắt hết tân quân đi công rồi. Nhà đội bạn cũng đang có rất nhiều ruộng này, vẫn hai cung đờ đang tỉa ở bên trong này, cực kỳ khó chịu. 163 rồi, ăn thêm một nhiều nữa sẽ bao giờ đóng được cái BC ra và lên công nghệ đầu máu đi thôi. Nắm móc máy bên trong nhà đối phương và bắt hết toàn bộ tân quân đi công của đội bạn. Về cơ cấu lại ruộng nhanh nào. Rồi ok, 51 đó là tham lai của Chim Sẻ đang rất căng, chưa biết đường nào một lần với cái thế trận như thế này. Đang gom hơi nhiều dân vào cái quanh ruộng phụ rồi. Ai đang bú được cả bầy hiệu đây nữa đến từ Chim Sẻ. Hai dân làm một ruộng không vừa ra đây hay à. Và bắt đầu thì có móc máy lên Nhãn Tử và nếu như chúng ta đưa quân ra mặt này đỡ ấy thì đối phương hoàn toàn có thể tràn A nhá. Nên cần phải chú ý không có pha vẩy E đến Chim Sẻ. Đang truy sát từng quân này đội bạn. Sáu mươi một đó là tham lai của Yến Rủ Chim Sẻ. Gỗ hai đã có rồi, chúng ta cần công nghệ đầu máu nữa.
đang tách lại quân ở mặt 3 giờ để kê. Cảm ơn Nguyễn Văn Quang nha, thank you anh Giai rất nhiều. Tặng Hải cốc cà phê này. Ok anh Giai ơi. Vâng, như vậy là Nhãn Tử gõ 1, Nhãn Tử nhận thua trong trận đấu này và 3-1 dành cho đối thủ Chim Sẻ. Cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ hoảng ở trận đấu này nhưng không. Nhãn Tử là người nhận thất bại. Rừng xấu đấy nhở. Nhãn Tử rất tù rừng rồi. Chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu tiếp theo ở trong trận đấu này thôi. Đợi anh Giai nhé. Ok Minh ơi, chúng ta sẽ chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu chung kết sớm rồi bạn ngay sau đây. AC à? Xem AC đấy. Vâng, đừng bảo tôi Nhãn Tử chọn AC nhé. Rồi, làm vòng đi dò thôi. Nhầm. Bạn em mà. Những lý do đầu tiên đến từ cái tổ chia sẻ trong trận đấu này. Cộng đồng chúng ta có rất nhiều những cái thành phần mà thực sự với các bạn là tuyệt vời. Bạn thân chim sẻ, anh Liên này. Ui giời ơi. Rồi, đây rồi, BG. Đừng có cười nữa được không? Ui, hiểu nhiều thế. Hiểu đôi à? Nhiều hiểu đôi anh em ạ. Rất nhiều những hiểu ở đây đến từ cái tổ chim sẻ nhá. Ui, cười rồi. Bạn đến cười luôn. Cười lắm. Đây là mấy yêu đầu đến từ cái biểu chia sẻ. Quả đầu 6 cây và rừng là rừng dừa trong trận đấu này. Rồi, dạy cũng xem là mấy yêu này có bao nhiêu con nha. Đây, đang soi máu yêu để đùa về đây. Trận đùa vòng qua bỏ quả anh em ạ. Yêu 7 thôi à? Tôi tưởng là yêu đôi. Ờ, yêu 7 thôi anh em ơi. Không phải yêu đôi, yêu 7. Làm vòng nữa đi dò thôi. Rất mong anh em cho xin like, nút chia sẻ video livestream để cổ vũ game thủ chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Đã dẫn trước 3-1 rồi và chỉ còn một chiến thắng nữa thôi để có thể hạ gục game thủ Nhãn Tử. Làm vòng nữa đi dò và lùa mấy yêu này về. Đấy, bây giờ đầu đến từ game thủ chim sẻ. À, chào Tuấn Táo Tàu nhá, hello em. Dạo này em có theo dõi Facebook của đại sư không? Thấy bảo đã bỏ được 5 ngày rồi đấy. Hôm nay mình tổ chức buổi sang nhà nhờ. Đây, bầy yêu được đưa về rồi. Một bầy yêu 7 lùa rất là vòng vòng đến từ cái vụ chim sẻ của nó sẽ cố gắng được đưa về nhà chính thôi. Ender nó sẽ đóng tại rừng thông hướng về mặt 3 giờ này. Và cần phải tìm thêm những đồ ăn mới ở mặt 12 giờ. Ví dụ như là voi, quả phụ trên đó đấy thì rất là tuyệt vời. Dành cho cái vụ chim sẻ ở đây bầy yêu đâu. Bắt đầu là xả thịt tại nhà chính. Hai dân lùa yêu chân tay nó buộc hết vào nhau. Em chào anh Nguyễn Hiếu nhá. Đây là Ender dành cho cái vụ chim sẻ. Cơ cấu trên nhà bé này luôn. Và con yêu thứ 6 cháy mùi trọng bến ạ. Đấy, voi quả phụ yêu trên kia rồi. Bỏ hẳn 5 người rồi anh. Sang tuần anh em ngồi luôn đi ạ. Ok. Sang tuần nhưng mà kiểu cuối tuần này anh bận lắm. Cuối tuần vào giải rồi, khó ai. Đây bây giờ đưa về voi quả phụ đây. Đồ ăn nói chung là ổn dành cho thủ chim sẻ trong trận đấu này. Vâng, và đến với trận đấu này. Trận thi đấu chung kết sớm dành cho Nhãn Tử ở trong kèo xe. Chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman chúng tôi thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và tiện đây thì ở trong buổi tối ngày hôm nay cũng như là trong các livestream sắp tới, nếu như anh em nào đang có thương hiệu sản phẩm muốn quảng cáo, muốn quảng bá đến cộng đồng AOE chúng ta thông qua những livestream của game thủ Chim Sẻ Nắng thì anh em có thể để lại số điện thoại ở phần bình luận. Mình sẽ chủ động liên hệ với anh em và hy vọng được kết hợp của anh em giới thiệu các sản phẩm, các thương hiệu của anh em đến với cộng đồng AOE thông qua fanpage của game thủ Chim Sẻ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn Phạm Xuân Thái với 50 sao đã gửi tặng game thủ Chim Sẻ ạ. Đây, bây giờ sẽ đóng hết đôi tiếp. Mai đánh giải không Hải? Mai thì chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình Leo Tháp Survivor Cup. Mai sẽ là những vòng chung kết của chương trình Leo Tháp rồi. Còn thứ 6 chúng ta sẽ đến với League 2. Thứ 7 chủ nhật chúng ta sẽ đến với League 1 của giải đấu AOE Gió League Cup mùa 4. Rồi, giải quyết mấy bầy hươu này thôi. Đây, bầy hươu đến từ cái thủ chim sẻ nhà. 3 BS ăn gỗ đây rồi. Đánh chắc nhà, BB. Chạy Nguyễn Văn Lương nhá.
Thấy chân Ngọc Dương ạ, chào anh em. Ui, sáng nay vừa bước chân có sản phẩm rượu muốn liên hệ à? Ok anh Thắng. Em xác nhận thông tin của anh Thắng, mai em gọi nha. Rồi, như vậy là 11x đến từ cái thủ chim sẻ. Ok anh Quang ơi, thường thì những buổi off anh ạ. Tránh Ngô Đức Trung nhá, chào anh em. Tránh Khai Chi Vát, tránh Phong Đăng ạ. Bắt đầu cơ cấu ra ruộng, BA đóng trên dốc. Chúng ta không có xe giỏ phát hiện ra đối phương ở mặt nào cả, nên là cứ từ từ thôi. Tránh Lương Gia Huy ạ. Đây, xe trên nhà BA tiếp theo đến từ cái vụ chim sẻ rồi. Tăng Nga. Với cái lực như thế này thì Nam A mình nghĩ là thoải mái thôi. Với lực này Nam A mình nghĩ là đơn giản, nhẹ nhàng cái đẩy xe hàng, thoải mái luôn. Và tranh Vũ Minh Hiếu nhá. Tranh Khang Việt ạ. Mình có sản phẩm đấy cho Nam. Thế thì anh Dũng Trương anh để lại dùng cho mình luôn anh ạ. Rồi đây sẽ là BA tiếp theo đến từ cái thủ chim sẻ 5A thôi. Bài này 5A đơn giản, sánh với Văn Tùng nhá. Ôi các anh ơi, các anh đừng có trêu em nữa. Ở đây đang tìm kiếm nhà tài trợ một cách rất là nghiêm túc. Không phải chỗ anh em trêu đùa. Anh em đùa em đấy à. Chào anh em Lào Cai nhá. Anh em có một lịch sử và với tính chất xây dựng em hoàn toàn đồng ý trả lời comment chào anh em một cách rất là chuẩn chỉ. Và anh em comment theo kiểu thiếu tính chất xây dựng và theo kiểu hơi phản cảm một chút thì tất nhiên là em sẽ không thể nào trả lời những comment của anh em được rồi. Nên anh em không phải thắc mắc. Chào anh Tuyến PV nhá. Ở đây đang có bao nhiêu người xem. Chào mấy anh em lên, anh em khác chửi em làm nào. Chào anh Hoàng Thọ ạ. Chào anh em 37. Từ giờ tiên 5A bắt đầu đẩy đi đến từ cái vụ chim sẻ đấy rồi. Gặp luôn. Và đội bạn cũng là 5A. Vậy là đóng A mặt này này, ngon đến từ cái vụ chim sẻ này. Chào anh Hải Phong ạ. Tham lai là 40 đến từ cái thủ chim sẻ đang truy sát tơ đầu của đối phương. Các bạn đứng lại thi đấu luôn. Bắt đầu phải hít ra chim sẻ sẽ nằm một khung giờ. Chắc chắn là như vậy rồi, một đều. Và con cú đấy máu chưa bị phát hiện. Đang bắn cú đấy máu bên phía đối phương. Và lại là 2 đều, 3-2 với nhãn tử. Và 3 đều. Ok. Được rồi, thôi lùi. Tránh Nguyễn Hoài nhá. Tham lai đầu số là 4x đến từ chim sẻ. Nhưng mà đẩy tơn 2 ra mặt này nên nhãn tử lao vào mặt BA của sẻ luôn. Với mỏ gỗ và với cái mỏ quả đang ăn dở ở đây. Mất một dân, đối với đủ chim sẻ. Chúng ta sẽ bắt triệt để tân đầu của đối bạn, chưa bắt được luôn. Bạn thử chạy rất là nhanh rồi. Và đối phương sẽ dồn toàn bộ tân quần mình lên mặt này để đấu quân cùng game đủ chim sẻ nắng. Tham lai sẻ bây giờ đang số là 47. Giật về mặt nhà BA, khi đối phương có 2 tân, chờ 1 tân nữa nở ra có thể đỡ tân này. Cũng như là giật tân quân ở 3 giờ, không giật tân quân 3 giờ mềm, quý vị lao sang cái đối thủ luôn. Tìm nhà đối bạn luôn, với 2 tân quân. Thì sao hơn 1 tân quân thôi, chứ không đến 2 tân. Hai đội quân bạn nhà BA này chỉ cần theo nhau thôi. Chốt nó cái em ở đây để tránh hiện tượng không máy gì đấy. À, như vậy là bạn cũng đã quay trở lại hai con kia rồi. Lên. Đá lọt nhà của nhãn tử và chúng ta có thể đẩy tướng quân kia lên luôn. Công luôn. Vô máu luôn. Anh Vương Duy có thể để lại số điện thoại ạ. Ngày mai em sẽ chủ động liên hệ với anh luôn anh Vương Duy nhá. Hoặc là em trả lời comment em gửi số điện thoại của em thì có gì anh cứ add Zalo của em được ạ. Đấy, em có một số điện thoại của em rồi anh Vương Duy nhá. Tham lai đang số là 54/72 để cho cái vụ chim sẻ và đang đấu quân đội bạn cả hai mặt trận, cả mặt 9 giờ và cả mặt từ 12 giờ xuống luôn. Đội bạn đang giật cung lờ bên trong này, nhưng mà trong này sẻ có 4 con chà na thôi. Đấy, chà na móc rùa thế thôi. Ok anh Vương Duy nhá, mai em chủ động liên hệ dành cho anh Giai. Số đẹp quá anh Giai ơi, đặt bố số 8 liền, tuyệt vời đấy. Tham lai đợt số là 4x dành cho game thủ chim sẻ. Còn một cung đời nhãn tử đã móc máy ở mặt này. Và có cung đường bắn ở đấy rồi mà kéo có vào làm gì nữa. Đây có con này đứng trong bắn rồi. Tắt tay lên nhà đội bạn kết thúc trận đấu. Đánh ngay gheo AC nào. Tránh thiện Cubin nhá, anh thiện Cubin chứ. Rồi ốp A đội bạn rồi. Kết thúc. Anh Hào sau đặt máy kèo hàng ngày mà có sẻ thì đặt dàn từ 109 đến 112 anh Hào nhá. Auto nhá.
Tạp Lai đang ở số là 50 đấy, thủ chim sẻ rồi. Thôi, kết thúc với bạn trận đấu này thôi. Không lý do gì mà ta đánh thua nữa cả. Đây, có anh Hợi nhắn tin đây. Rồi, đây nhà bé rồi bạn. Ốp thôi. Đã có trình máy nào trả được. Nhưng vấn đề là cái máy ở bên này, cái dàn đèn nó đẹp. Lên cam nó đẹp, anh không nhìn thấy à. Không gian nó rộng để cho anh em ngồi sau theo dõi nữa. Đấy, sau đặt máy rồi là thấy dàn bên này hộ cái. Cứ ỉ ôi thôi. Rồi, tham lai là 4x dành cho anh thủ chim sẻ. Ốp A của anh thủ nhãn tử. Với thế trận này thì chẳng có lý do gì mà ta đánh ra thua nữa rồi anh em ạ. Cần gì phải có hai anh. Ốp là chết rồi. Có ai làm cay gì. Tránh quyết như nhá. Đấy, như thế ôm lên là xong rồi. Có bao nhiêu quân đẩy hết ở nhà bè được bạn. À, hóa ra thế, tưởng mấy bài đẹp. Em chịu anh rồi. Chỉ có đánh mấy anh em vitamin rồi thì ngồi máy nào cũng được. Thế rất nhanh. Nick. Lâu lâu không gặp 44 anh em vitamin thấy nhớ nhớ rồi đấy. Hôm nào phải đấm mấy anh em vitamin phát mới được. Rồi, hết quân thì nhãn tử anh này lì nhá. Chắc là phải tách quân vào bên trong bắn luôn mình chịu quýt à. Còn gì nữa đâu. Anh Dài ơi. Vâng, biết anh Dài còn níu kéo cái gì nữa. 4-1 dành cho anh đủ chim sẻ. Và anh cũng chờ đợi với kéo ACVN ngay sau đây thôi. Không cửa thua anh em nhá. 4-1. Ở lại lần nữa đi em ơi ạ. Thôi đến kia trận rồi. Đây là màu 2 cho anh đủ chim sẻ. Hải tối đi 3 không anh bao à. Ôi ôi. Ok anh Vũ Văn Phú ơi, tránh Vũ Trọng Quý nữa nhá. Đấy anh em họ Vũ này. Ba bủng gì, mai đi làm. Hai ngày không lên công ty rồi. Sánh Nguyễn Văn Trung ạ. Đây là một quả đầu 7 cây và một bầy hiêu đầu 6 con dành cho đối thủ chim sẻ nhà hàng. Chúng ta đến với trận đấu đầu tiên trong kèo AC. Nhanh chóng kèo AC này thôi. 4-0. AC ăn chặt đúng không ạ? Chứ còn sao nữa. Làm vòng đi dò đến cho đối thủ chim sẻ. À, mưa thì nhưng mà mưa buổi sáng, còn buổi tối nó không mưa thì đi làm được. Buổi sáng mưa quá và đi làm khoai. Sáng nó ngập hết đường không đi được đâu. Thành ra cả ngày hôm nay hai vợ chồng ở nhà ngủ. Hải kêu anh em chậm à, bảo đánh chậm thôi, nhanh quá lại không thấy xem có vòi à. Nhưng mà phải đánh nhanh anh ạ, phải đánh nhanh vì sao? Bởi vì vẫn còn đang còn chương trình leo tháp Spycut nữa. Để anh em theo dõi chương trình leo tháp nữa. Cháy Sơn Nguyễn nhá. Rồi làm vào bây giờ thôi. Bầy yêu đầu đang có dành cho anh thủ chim sẻ dừng thông đây rồi. Văn phòng mới ở đâu em? Văn phòng mới thì là văn phòng chỉ có đội văn phòng đội hành chính nhân sự làm việc đấy thôi anh ạ. Media truyền thông cái kiểu. Còn game thủ đi thi đấu không thi đấu ở văn phòng nữa thôi anh ạ. Đây bầy yêu sẽ đưa về bài đấu này. Bài đang có một bầy yêu xe dò tìm đồ ăn, rừng là rừng thông đẹp mắt đây rồi. Thêm một cái rừng nữa. Quan trọng là đồ ăn thôi anh em ạ. Trong map la map solo này cứ đồ ăn thôi. Xe Ngọc Sơn ạ. Thỉnh thoảng cũng phải thua, thắng hơi nhiều á. Thua là thua nào nhỉ? Tránh cậu Út nhá. Tránh Khải Khải Huy, Khải Anh ạ. Rồi như vậy bầy yêu được đưa về đến nhà chính đến từ chim sẻ đây rồi. Đồ ăn tiếp theo chưa thấy đâu. Tránh Đức Ba nhá. Rồi sẽ cướp bầy yêu này thôi. Ok bầy yêu đưa về thành công dành cho cái thủ chim sẻ. Bầy yêu 6 con. Đang hơi trắng trơn nhưng mà chưa thấy gì. Toàn thấy rừng thôi. Nhà thì rất là có thế khung đây rồi. SO thiết kế. BA ta có thể đóng bên phía mỏ vàng hướng ra giữa bản đồ kia. Tránh cậu Út Hậu Nguyễn nhá. Và đến với trận đấu này, trận đấu đầu tiên trong kèo ACDN, chúng tôi xin giới thiệu với bạn về nhà trọ Richman. Một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Nhà trọ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới. Và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Lại có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k. Voucher 10k cho đơn 159k. Tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trọ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh Phạm Tuấn Hải có thể truy cập theo đường link em ghi phần bình luận cho anh ơi. Có 3 link để anh có thể mua hàng như link TikTok, link Shopee rồi cả website chính thức của nhà tài trợ nữa. Một vòi rất là xa đây rồi. Cái Trương Anh với 10 sao gửi tặng chim sẻ, quả phụ đã có. Quả phụ 6 cây, DG luôn.
Có tìm thêm đồ nữa nè. Tránh quân Nguyễn nhá. Đồ ăn đang hơi xa đấy. Nay chỉ có kèo solo của Sẻ thôi anh em ơi. Qua đi chơi nay phải đánh kèo thôi. Làm bé nữa. Rồi ký trời 806 với bài 27 dân. Ui. Né. Voi sẽ sợ sư tử. Sư tử sẽ sợ voi. Không có nào sợ thằng nào luôn. Ngất luôn. Bài 27 dân trừ 1. Và có thêm đôi voi nữa đây rồi. Sẽ đồ ăn xa đi công ca anh trai ơi. Bài này bạn dò 21% bản đồ nhá. Kèo đánh cung R anh trai bắt đi công ca nữa. Nhìn căng ấy. Bài xấu mấy anh em ngồi sau trên trận đáng giờ gãi đầu gãi tay hết rồi. Đây sẽ VB đến từ bài đấu này. Xe giò vẫn đang đẩy, chưa thấy nhà được bạn đâu cả. Đóng A cao luôn gì nữa anh em bài này. Đây BA đóng bên này, đây BM đang đợi gỗ. Cần Minh Tiệp với 50 sao gửi tặng đến thủ chim sẻ nhá. Hello anh trai. Đây đời 2 vẫn sống đời bạn, nhưng đời 3 mình nghĩ là cân nhau thôi. Kinh đời 14x với 27 dân trừ 1. Không cộng được dân. Ơ ai ra. Ghê quá nhở. Và như vậy Nhãn Tử vừa có tình huống vẩy bóng BE tròn luôn BA chim sẻ rồi kìa anh em kìa. Ghét nhờ. Rồi lên ăn thêm một quả trên này nữa thôi. Nói chung là có đồ ăn hoang nữa bên ngoài. Càng đấy. Đóng A anh dài ra chốt E vào luôn này. Quả phụ này đang có được đó chỉ là 6 cây nữa. Ở đây sẽ là BG dành cho thủ chim sẻ. Đang soi điểm technology. Xe giò các bạn có biết đã nhìn thấy ở đây chưa? Chắc đã nhìn thấy rồi. Thôi đóng lại A bên ngoài này. Không, bên đấy là BA đội bạn rồi thì phải. Đây BA tiếp theo dành cho thủ chim sẻ. Cái gì vậy? Tập dân ạ. Cảnh cáo bây giờ. Rồi cả hai cái thủ cũng ăn tranh một quả đấy luôn. Và sẻ nó tăng A. Nâng cấp bánh xe. Gõ nhau cái vui. Anh gõ em thì em gõ anh. Đây à, tiếp theo 5A. Rất hổ báo. Một con cung R sẽ bị nhốt thôi. Ta không thể nâng cấp thành để có thể ken cái móng vào đấy được anh em ạ. Phạm quy sự thua ngay. Rồi chờ bánh xe em vụt luôn dân dân đấy thôi. Rồi bạn nó vai dân ra để sẵn sàng chốt đây rồi. Anh em đặt hàng thì có thể đặt hàng theo đường link em cũng ghi phần bình luận anh em nhá. Rồi chốt E đi. Đây đập dân không cho ăn uống gì cả. Ăn ít thôi. Ăn này. Nào. Chốt E khó chịu nhờ. Kìa quay lại kìa. Nào. Đây. Đây dài. Vào cái đi hai dân ngay. Vào đây. Này, này vào này đi thêm con nữa. Như nào? Không chốt được con nào luôn. Lấy cho Nhãn Tử đâu. Tham lai được số là 3x đến từ cái thủ chim sẻ vừa chốt được cái E nữa ở đây để có thể tránh mid E rồi. Tránh chu diệm nhá. Và tham lai là 32 dành cho cái thủ chim sẻ và Nhãn Tử đã muốn khai thác một quả này. Cái thủ chim sẻ kêu dân của anh ấy đang ở đây để khai thác một quả cùng chim sẻ nắng luôn. Hai anh em ăn tranh một quả. Hai thằng giống nhau. Lớn tiếp theo thì xong lỗi rồi. Đang chưa có nhiều ruộng như chim sẻ và cả hai thủ đều đang thế ăn hoang. Đây là cung đường như các bạn. Đấu. Điều. Rồi ăn được một cung đường đối phương. Có một dân đây ăn được hai cung đường các bạn luôn. Hay quá. Gì? 1-2. Làm con nữa nào. Hai đều. Hay à. Hay thế à. Nhãn Tử có tình huống điều R. Khét quá các bạn ơi. Và tham lai chim sẻ đang ở số đó chính là 40 ở trận đấu này. Đang muốn lao qua nhà BA đội bạn để có thể tràn bên trong ăn lực. Và tham lai ở số là 40 dành cho cái thủ chim sẻ. Mất thêm một cung R nữa ở đây. Nhãn Tử đang rất tập trung điều R các mặt trận. Một quả như lại bị chơi vào thì phải. Tôi thấy bóng màu vàng ở đó. Đó là cung R bạn đang kéo về nhà BA để đỡ nhà BA của mình. Dành cho cái thủ Nhãn Tử. Sẻ đang có tham lai là 42 trong trận đấu này. Và bị nhốt một cung R rồi. Tập này đã có thể lao vào nhà đội bạn. Tập này tìm đoàn hoang. Bắn nhanh cái bóng BE này té nào. Đây là bỏ gỗ đối phương. Vì tách quân bắn đi. Yes. Rồi thắng rồi 1-0. Ôi giời ơi. Không nghe.
1-0 nhà chim sẻ trong kèo Assyrian và tay cùng trận đấu với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Dân Nhãn Tử chạy cá vào trong nhà chim sẻ này, quả phụ đây Nhãn Tử dò lỗi này. Chờ đợi trận tiếp theo rồi, 1-0 lên nhà và vẫn là màu hai đây, thủ chim sẻ có xe giò luôn, một cây gỗ 75 gần nhà luôn, mắc bêu luôn, gần góc 3 giờ luôn. Quýt 10 phút trận. Game là dễ không nào khó được. Ngày công hiệu quả làm 2 lít. Đây là một quả đầu đấy từ cái thủ chim sẻ, hiệu đầu đã có rồi. Quả đầu có vẻ hơi xa, 6 cây. Đây quả xa bên phải à? Ảo thế. Có anh ơi đang phát ra cả trên kênh YouTube mà anh. Chim sẻ đáng đấy. Đấy anh em comment bầm I Love Music đang cầm cờ lê chạy loằng ngoằng đấy. Có hết anh nhá. Đầy đủ luôn, TikTok có luôn. Làm việc phải chuẩn chỉ, yêu đầu hai voi thiếu một đồ. Có gì mới không? Có gì mới thì tuần này anh hẹn là hôm nào qua nhà anh thì em vợ chồng em thu xếp qua thôi chứ bây giờ chả gì mới đâu thầy ạ. Tranh đăng cảnh nhá, Hải bình luận nó cứ đỏ đỏ à. Em bình luận bình thường không đỏ lắm, nhiều kèo thua 0-9 mà. Hôm nào anh rảnh lại qua văn phòng em chơi tiếp. Em mời anh uống quả phê la mới mở ngay dưới sảnh nhà em đấy. Hôm qua trước anh qua hơi vội, chưa kịp uống. Giờ anh em gần nhau rồi, dễ thôi. Đây bây giờ sẽ đưa về 7 con đến từ chim sẻ, hai voi bây giờ đầu thấy từ đầu luôn, tìm đúng mỏ quả mình sẽ dò tìm nhà đối thủ luôn. Nick nhảy ngược lên luôn, 4-0 kèo AC, tổng tỷ số 8-1 về. Hợp lý không anh em? Đánh nhanh hơn được bạn một dân rồi này. Quá nhẹ nhàng. Đây bây giờ đưa về đến từ chim sẻ. Chiều vừa thấy hải chỗ hải sản chợ Sala béo đấy, cày thế. Chiều ba à đâu bốn vợ chồng con cái đi chợ mua đồ về ăn uống. Mỗi tội chưa kịp ăn thì đi làm rồi. Tí làm xong về ăn thôi. Tối nay làm nồi lẩu cá tầm anh ạ. Đây bây giờ đưa về đến từ cái thủ chim sẻ. Chắc tuần sau tuần này anh phải dính vài việc. Ok anh. Công việc thì sếp quyết định rồi. Nào rảnh anh em ngồi thôi. Rồi chuẩn bị thiết kế trên mét đơn giản đấy, có phải gì nhiều đâu. Không phải gì phải làm gì nhiều cả hay không em nhá. Hệ không lên đời này, quýt. Ui trời ơi, cho mỏ quả đấy ý là quần. Quýt là đúng rồi, anh cũng chờ đợi trận tiếp theo anh em ơi. Mỏ quả này thì nhai thế nào được. Rồi trận đấu tiếp theo, đây là màu 2 dành cho game thủ chim sẻ. Gỗ đầu lại rất gần nên đất lại xanh mượt. Lần này thì chơi vơi góc 10 giờ thôi. Tôi bảo rồi kéo AC 4-0. Không gõ vừa thì phá đấy, trời ơi. Ấn ấn hoảng ở VMF1. Đây là màu quả đầu đến từ game thủ chim sẻ. Quả đầu là 7 cây ở trận đấu này. 6 thôi, không phải 7, sorry các bạn. Quả đầu 6. Hải nói với sẻ thả bớt đi không nhanh quá, thả nữa thua làm nào anh. Tắt bỏ cái F5 đi cái. Rồi Trần Văn Truyền nha, chào anh em. Hiệu đầu đã có đấy, chim sẻ rừng thông rừng dừa đã có ở trong trận đấu này. Nói chung là cũng nhanh thôi anh em ạ. Sau trận đấu này qua cổ vũ mấy anh em Vitamin đang leo tháp mấy anh em MacR nữa, xong còn đối đầu mấy anh em Trung Quốc nữa. Rồi làm vòng đi dò thôi. Có xe dò tìm đồ ăn cũng như tìm nhà đối phương luôn. Lại là một nước dừa móc bình nữa rồi. Chỗ này chỉ cần chốt cái BB là kín. Có tin nhắn. Anh em đợi một chút nha, mình xin phép gọi cuộc điện thoại ạ. Ok, rất xin lỗi anh em, mình đã quay trở lại các bạn rồi đây. Đây bấy nhiêu đầu được cái thủ chim sẻ đang đưa về nhà chính cho mình. Quả phụ ở sát mép bản đồ hướng xuống 6 giờ. Khá là xa. Quả phụ hơi xa đấy, không thêm bấy nhiêu nữa. Như vậy là về cơ bản là đủ đồ. Nhà thì rất là đẹp với thế bài như thế này rồi. Hai hiệu hai quả để có thể ép đời. Bây giờ cua về thêm mấy con voi nữa, ổn luôn. Đây sẽ là ép đầu tại một cái rừng thông.
dành cho game thủ chim sẻ. Em trai anh Đào Văn Hiến nha, trai anh em đấy. Quay về có voi luôn này. Ừ, hai voi luôn. Rồi ôi, úi rồi, hai voi. Sướng ấy. Một tay. Bài hai voi hiệu đầu một quả, mắc quý nhỏ ấy. Đẹp luôn đúng không ạ? Và đến với trận đấu thứ ba, em kèo Assyrian Glory xin giới thiệu các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và anh em nào đang muốn trở thành một đơn vị đồng hành cùng chim sẻ nắng studio giống như nhà chợ Richman và muốn giới thiệu sản phẩm thương hiệu của mình đến với cộng đồng AOE thông qua fanpage chim sẻ nắng thì các bạn có thể để lại số điện thoại phần bình luận. Ngay sáng mai mình sẽ chủ động liên hệ với anh em và biết đâu chúng ta có thể kết hợp cùng với nhau và đem đến các sản phẩm tốt, các sản phẩm giới thiệu về thương hiệu, chất lượng của anh em đến với cộng đồng AOE. Thì rất mong được kết hợp cùng với anh em. Em chào anh Kiên Bơ, chào anh Nam Thành Auto, chào anh Nguyễn Cảnh, chào anh Quang Hà nữa nhá, chào anh em. Đó, anh em nào mà quý công ty, quý nhà tài trợ nào muốn đồng hành cùng chim sẻ nắng studio thì cứ mạnh dạn để lại số điện thoại anh em nhá. Em sẽ chủ động liên hệ với anh em luôn cho anh em đỡ ngại. Mai em gọi luôn đấy. Đấy, nãy giờ thu hoạch được mấy số điện thoại đây rồi. Mai liên hệ với các anh cái. Tránh Trương Thanh ạ. Rồi đưa nốt voi về. Bê bê luôn. Anh muốn quảng cáo thì sao nhỉ? Anh thì tí nữa em nhắn tin Facebook cho anh dài luôn, đơn giản. Thực ra thì trước giờ bọn em cũng chưa kết nối cùng với một Salomoto nào đâu đấy. Biết đâu là một đường đi mới. Rồi anh Nam Thành Auto, hợp lý luôn, thương hiệu của anh cũng rất là tuyệt vời rồi. 26 dân đi nhãn tử, bài ghê nhá. Bài bạn có vẻ đẹp đấy. Đơn dân ở giờ 7 giờ kia thì 8 giờ kia thì tí ăn xong thì chúng ta có thể đi vị trí khác đi tìm bán hoàng tiếp. Hợp lý luôn anh Nam Thành Auto ơi. Rồi gom dân đóng nhà điều kiện đây, BA cộng dân BM. Ok. Này à, bạn lên đời sớm hơn sẻ vì đơn giản đánh ít hơn một dân. Nhưng mà nhà chúng ta khung rồi, không sợ đâu anh em ơi. Cộng một dân và kích đời 14x. Trung tâm ngoại ngữ anh có liên hệ quảng cáo được không hải? Dạ cũng được luôn anh. Ok anh thức rồi. Quay lại anh thức rồi, anh thực đây. Đây em lưu số anh lại đây rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 số. 7 số ấy. Tránh Tiến Ngô nhá. À, ok bạn Toại mến muốn mua hàng thì bạn có thể truy cập theo đường link mình đã ghi phần bình luận bạn ơi. Có cả link TikTok Shop, link Shopee rồi link website chính thức của nhà tài trợ Richman để anh em có thể lựa chọn mua hàng nữa nhá. Nếu như anh có chuỗi nhà hàng rồi, bọn em sẵn sàng quảng cáo anh Hoàn đây. Lẩu nấm tặng gà rồi. Ok anh Duy Khanh ơi. Bắt đầu tặng gà đấy từ cái thủ chim sẻ nâng cấp bánh xe. Kín hết rồi anh em ạ, 5A trận đấu này, 4A đây, chúng ta cùng chờ 4A. Đấy chứ sẽ bài đánh 4A tới cái ngủ chim sẻ rồi. Điểm số 0066 nữa là sao anh Thực ơi, em thấy anh em thấy có mình đuôi 2, 4, 6, 3, 2. Sao lại 11 số này anh Thực ơi. Anh đưa em số điện thoại 11 số này em đã gọi được chết dở. Cày thế. Rồi tao đầu tiên 4A để đủ chim sẻ. Đấy rồi, cũng là 4A đấy từ em thủ nhãn tử thôi. Khả năng sẻ sẽ mất 1 cung R rồi.
Mày đang cố gắng chạy ngang. Vẫn được. Vẫn giữ được này. Kết được. Được. Lần này thì được nhá. Và pha điều là ổn đấy. Đánh giá là được trong tuần vừa rồi anh em ạ. Tôi đánh giá tuần vừa rồi điều là được. Gấp. Ui giời, tuần này thì cũng là không chịu được khen, bị bắn vào ruộng luôn rồi. Năm nay đơn số là 38 thì chim sẻ. Hệ này là hệ không chịu được khen anh em nhá. Ở nhà là bạn ở đây luôn à. Bây giờ là bo mặt đấy thì chả phải tách cung rồi đứng đúng không? Đây nhãn tử có anh em ạ. Bây giờ nếu như mà các bạn đã bo dãy B ở những cái điểm yếu như thế này, các bạn không tách một cung rồi ra dò ở đấy đâu. Em tránh Nguyễn Văn Nhung nhá. Rồi đấu thôi. Có dốc cao như thế này thì nhãn tử sẽ rất khó để thể tràn lên. Chúng ta đã có công nghệ đó sẽ là chặt gỗ 2 rồi. Bây giờ vẽ ruộng nhà thôi, bỏ cái ruộng bên ngoài kia, do nó hơi lộ thiên và dễ bị khai thác vào. Tránh 5 tổng ạ. Vẫn giữ được 2 dần đây. Anh ơi. Khá hổ báo đấy, nhãn tử đi vòng qua BA, chim chảy nắng để lao vào bỏ gỗ. Tránh Lê Hùng ạ. Đấu thôi. Tham lai 4x dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Vẫn đang có công nghệ chặt gỗ 2, bạn đang đứng sau rừng tỉa gỗ của chúng ta. Ăn rừng mới, đấy. 12 giờ đầy rừng này. Anh thích bắn đâu thì bắn thôi. Chỗ này cũng sẽ bị đứng sau rừng bắn vào nhá. Đang có biết đều 4A, nhắn tử lại lao vào. Đấu. Em chào Nguyễn Văn Quang, chào anh Toại Mến nhá. Chim sẻ nhận học viên không có anh ơi. Học phí là 10 triệu một tháng. Anh có tham gia không? Điều R này vẫn đang hơi căng. Sẻ vừa tăng PA thứ 5 đây rồi. Bây giờ mới tăng 5A. Nếu bạn đứng trên con dốc này chắc chắn. Rồi gặp rồi. Giả vờ một tơn nữa lên bên này. Giả vờ lên bên trái nhưng thực ra lại lên bên phải. Luồn tơn đi vào nhà đội bạn đường ngon. Rồi lên. 5 nhà BA đã mít e liên tục đến từ chim sẻ rồi. Đây. Đường đi vào nhà đối thủ đã có. Và đối thủ đang tràn lên nhà chúng ta. 3-7 e tới chim sẻ. Nhưng lượng quân tràn lên nhà của sẻ đang là rất đông. Tạm lại 60 dành cho đối thủ chim sẻ. Có tơn tách quân đến từ nhãn tử. Và chỗ này là hở rồi. Đã lọt mất 2 cung R bên trong đến từ đối thủ chim sẻ nhà. Và sẻ đang lao cho đội bạn. Nhưng đội bạn có quân đứng kề nhà. Cái này căng ý nhờ. 857 đến từ cái thủ chim sẻ. Đây đang bị bóp A rồi. Rất đông quân đến từ cái thủ nhãn tử mặt nhà BA của mình. Và tơn đi công sẻ đang không đem lại hiệu quả. Đối phương đang muốn tràn vào bên trong. Gom dân để có thể đào. Bóc máy trong ruộng nhà đội bạn. Tơn tiếp theo nở ra. Trong nhà đã xong. Hãy bắn nốt tơn này nữa. Gì đây. Tham bị đè rồi. Và thua trận đấu này 1-2 anh em ạ. Bị bắn ngay quanh ruộng bên ngoài và thua trận đấu này. Không phải là chỉ đáng ít không đến từ cái thủ chim sẻ. Thôi được mỗi nội dung cho anh nhãn tử một trận vậy. Kịch bản khá giống với kèo xe dẫn trước 2-1 đấy. Kết thúc anh em nhá. 2 trận nữa thôi. Vẫn là màu 2 đến từ cái thủ chim sẻ trong trận đấu này. Là vòng đi dò thôi. Bước dò đầu tiên dành cho đội chim sẻ nắng. Một thế bài cầm máu 2 ở khu vực góc 8 giờ. Hiệu đầu đã có và quả đầu đây rồi. Quả đầu đang có đó chỉ là 7 cây dành cho đội chim sẻ. Nhanh chóng anh em ơi. Anh em lại chốt mình thanh toán. Ok, rất xin lỗi anh em, mình đã quay trở lại các bạn giờ đây. Màn máy các bạn đang xem đó chính là game thủ chim sẻ với bây giờ đầu 4 con đưa về. Quả đầu 7 cây rừng rú quanh nhà thì khá là ok đây rồi.
Vấn đề là những đồ án tiếp theo nó sẽ ở đâu thôi. Trận trước thì Sẻ đã nhận một thất bại với bài đấu đánh 26 dân của Nhãn Tử, lên đời sớm hơn, bắn vào đúng quả gọi là điểm yếu với khoanh ruộng những củ chim sẻ. Ờ lùa mấy con điên này về. Anh cứ đang lên chim sẻ nắm phát lắp là được anh hùng ơi. Quả phụ đã có yêu đầu 4 con, chấm thêm vài cái e nữa. Anh đi dò tìm thêm những đồ ăn mới. Gặp em một sư tử, solo sư tử tuần này dân AC. Không hoảng rồi. Rất may mắn là không chết dân quả phụ 6 cây luôn. 98 thì đang phát trực tiếp trên fanpage leo tháp Sparkus anh em nhá. Anh em thể vào theo dõi các anh thủ của team Vitamin Network đang leo tháp. Tuần này chúng ta leo tháp trong nội dung 33 cung đường AC anh em ạ. Tránh hoàng tử rừng xanh nhá. Lại sư tử nữa rồi, bài hai yêu hai quả về cơ bản là đủ đồ dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Và tôi đang cần có những con voi dành cho game thủ chim sẻ. Hai trận nữa để kết thúc game thủ nhãn tử trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi đến với tình huống giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, hai voi bị hiệu bỏ quả, bài cơ bản. Đây là con voi đầu tiên đưa về, đội bạn đã có xe giò đẩy nhà chúng ta đây rồi. Đã có thể nhặt con xe giò này để đẩy ngược nhà đối thủ. Voi quay đầu. Không câu được hai voi đấy, chim sẻ. Rồi, cơ cấu xong bỏ quả, đây câu hai voi không? Còn một con thôi. Quả đầu 7, quả phụ 6, hiệu đồ 4, hai con voi. Đủ đô. Đưa con voi này về. Đó là cái sản phẩm cá nhân nên là không thể giới thiệu trên livestream với đủ chim sẻ được anh Thành ấy. Bọn em thì vẫn cứ thế thôi, vẫn cô đơn sớm tối. Anh em nào muốn mua các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Làm thêm chiếc nhà BN nữa ở đây và đưa con voi về. Đây sẽ là con voi thứ hai dân kích đời ở 8 phút 2x với bài 28 dân. Anh rất trâu. Cháy dũng lý nhá. Đang khá là vất vả với hai con voi này dành cho những thủ chim sẻ. Xe giò nó đẩy team nhà đội bạn thì nhà đội bạn nằm trên 12 giờ luôn rồi. Nên chắc là BA nó sẽ đóng gần với chiếc nhà BS ngay sau quả đầu này thôi. Voi ấy gì rất loàng hoàng, bây giờ mới có 600 tin. Cháy vùng trời bình yên nhá. Rồi, con dân chuẩn bị đóng nhà điều kiện thôi. Đây sẽ là BM. Đây à. Rồi bạn lên đời sớm hơn sẻ một chút xíu thôi. Rồi, kích đời 15x. Dành cho đủ chim sẻ đang chặt gỗ. Và bắt đầu cơ cấu ra ruộng thôi. Đây, làm ngày 3 móng ruộng đây. Đã phát hiện nhà đội bạn ở mặt 12 giờ, những cái điểm yếu chúng ta ở mặt BM này cũng sẽ khá là lớn. Khi mà đang có mỏ gỗ rồi cả khoanh ruộng bên ngoài này nữa. EA đóng cao này phải đỡ được cái mặt đó. Đang ngồi cơ cấu ra ruộng đấy, tôi đủ chim sẻ đây rồi. Rồi bắt đầu tăng A dành cho đủ chim sẻ đây rồi. Bài này chắc là sẽ cố đánh 5A thôi. Nhưng mà hai nhà đã nhìn thấy nhau. Là bài 5A. Ui dâng A. Ai à. Mệt nhờ. Đấy, một cái BE giữa bản đồ đến từ game thủ nhãn tử. Không biết anh này có dâng A hay không. Bây giờ cái mặt này cần phải bó kín nữa. Cái mỏ vàng cái là hở rồi này. Bố
Na đã có đến chim sẻ để bạn lên đời sớm hơn ra một chút xíu. Có vỏ quả đây và Nhãn Tử đang khai thác khả năng dương A là rất cao. Nam Ma bắt buộc bài này phải Nam Ma rồi, cho anh Bùi Huy Hậu nhá. Đây chấm dần mấy cái em ở đây cho kín đã. Đang tìm BA của đội bạn nhưng mà chưa thấy đâu cả. Các cây sư tử đây, anh đi hộ em cái đẹp. Nam Ma đây chim sẻ đã có mấy xem rồi, bạn sẽ đuổi cũng dần ít máu này và sẻ đến vụt luôn. Cày ghê. Mấy xe vụt trước anh em ạ. Rồi tân đầu tiên Nam Ma mất một dân rồi. Ai à, đây BA đội bạn anh em ơi. Có thêm dân ra đây là Nhãn Tử chạy thôi. Đây là BA đi dâng của đối phương. Một bài dâng A đây là Nhãn Tử. Và chắc là sẽ bắn thẳng vào khoanh ruộng này sớm của chim sẻ thôi. Giờ phải đưa quân ra kê bản này. Rồi bạn sẽ có cung đường trước. Rồi đến rồi. Dân đảo và cung đường sau bắn. Mất một dân tới chim sẻ nhà đang điều rồi. Sẽ phải liên tiếp đứng kê mặt này để cứu chim sẻ. Các bạn chuẩn bị dồn tân 2 vào rồi. Quay ruộng này chơi vào luôn. Mất thêm một dân nữa, tổng động viên nãy giờ mất 3 dân rồi. Tân thứ 2 đã có rồi, chim sẻ Nhãn Tử có tân 2 luôn. Mất 3 dân. Tân tiếp theo đẩy ra. Coi máu nào chưa nhìn thấy cung đấy máu rồi bạn đâu cả. Mất 2 cung đờ như chim sẻ. Và chưa ăn được cung đờ nào của Nhãn Tử. Ăn được một con. Căng nhờ. Rất rát đấy cái rủ Nhãn Tử các bạn có thể thấy. Tân tiếp theo. Bài đấu đối phương ăn hoa dương hà, ăn bỏ quả ngay giữa ăn đồ đây. Nhãn Tử lao vào lại ăn được một cung đờ nữa game của chim sẻ. Tân tiếp viện sẻ đã đến, cũng là 3 tân, chúng ta có dân. Mất thêm cung đờ nữa rồi, mất thêm cả dân nữa. Nhãn Tử đang rất rát ở trận đấu này. Càng đét luôn. Này cho đại diện đến từ cộng đồng Trung Quốc. Đang có những pha hit and run tới của chim sẻ. Quân bạn đông quá phải lùi thôi. Tân tiếp theo. Hay là bỏ nhà đi bắn nhà đối thủ luôn không? Tân bị thế quản mát luôn. Và tân tiếp viện đã đến, sẻ tự tin đứng lại đấu cùng Nhãn Tử. Rất tự tin. 38 nữa là thắp lại tại dành cho bài đấu này. Chúng ta vẫn còn ruộng, vẫn còn gỗ, vẫn sắp đều quân. Quan trọng là Nhãn Tử cũng vậy anh em ạ. Đội bạn vẫn đang còn lực ăn hoang. Chưa bị đánh vào lực ăn hoang thì đội bạn vẫn sẽ ra đều quân thôi. Để tiếp tục điều đờ đối phương. Và đây sẽ là tân quay. Hit and run những cung đờ của đội bạn. Chạy chéo cung đờ của mình. Rất khéo léo. Vẫn đỡ được. Vẫn chơi được. Và bạn có tân nữa. Chúng ta chuẩn bị ra tân nữa rồi. Nhanh nào. Tân tiếp theo đã ra dành cho đủ chia sẻ. Vẫn là năm ma. Làm hết ra đây đấu quân đối phương. Rồi bạn dồn liên tục với anh em. Bình tĩnh. Đây con này ít máu chắc ăn rất này. Rồi điều. Tiếp tục điều rờ thì đến từ cái game thủ. Dừng lại cái là mất ngay cung rờ luôn các bạn có thể thấy. Đây Nhãn Tử còn rờ đỏ mình thôi. Tấn tiếp theo đến chim sẻ bắt cả dân ra nữa rồi. Tiếp tục điều. Tiếp tục đấu. Kiển liên tục. Tấn tiếp theo. Con này đầy máu quá. Rồi bạn có tân mới. Vẫn đang rất đều đến từ Nhãn Tử và bắt cả dân lên rồi. Đang cực kỳ căng. Hay là bỏ cái đoạn này đi quản nhà đối bạn được không? Tham lai là bài 1 để đủ chim sẻ. Và một cung đờ tách bên trong đây nhà BA bên phía đối bạn. Đội bạn ăn hết bỏ quả này rồi và lực của đội bạn từ đâu mà vẫn đang ra quân rất là đều. Bỏ nhà đi quản nhà đối phương. Giữ quân giữ dân. Và đây là bỏ gỗ bên phía đối phương. Đội bạn sẽ dần quân về đỡ lại tân này cái đủ chim sẻ. Tham lai là 33. Đánh cho bài đấu này. Đối phương bắt đầu lao vào nhà chính của chim sẻ nắng rồi. Phải chạy dân tân này thôi. 36 là tham lai của đối thủ chim sẻ đang giữ gỗ và đối phương bắt đầu về ra ruộng tại nhà chính và có quân đứng kề ở nhà. Tham lai chim sẻ là 34 đang rất căng với một bài đấu dâng hà tới từ đối thủ Nhãn Tử. Đứng trên dốc này đấu nào, đội bạn sẽ cắt thêm quân về đỡ nhà thôi. Vấn đề bây giờ đội bạn đang ra ruộng tại nhà rồi mà chúng ta cần phải đi quản được. Bây giờ dưới 6 giờ nhưng sẻ chưa ăn, nắm bắt tay điều quân. Khá đông quân đến từ Nhãn Tử và thua rồi. Hai đều trong kèo AC. Khỏe quá. Chờ đợi trận đấu bản lề ngay sau đây rồi. Hai đều anh em ơi. Càng đét đẹp. Ui nó còn đôi vòi nữa kìa. Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu bản lề trong kèo AC thôi. Dẫn trước 2-0 thì bạn vừa gỡ hòa hai đều rồi. Trận này mình thắng 3-2, trận sau thắng 4-2. Được chưa? 2-1-6-7 cây. Đây là một cổ đầu đến từ cái thủ chim sẻ. Hy vọng bài vở từ từ tí. Hà Nội mưa không em? Mưa to luôn anh. Giờ anh còn hỏi mưa không? Ngập hết cả đường rồi. Đây là một cổ đầu 7 cây dành cho cái thủ chim sẻ. Rồi. Không thể đối phương chạm đến 3 được anh em ạ. Chạm đến 3 cái mà dính quả gọi là không ăn được quả đầu thì vỡ luôn. Tránh hoàng quân nha cho anh em.
thế bài ở góc 7 giờ dành cho game thủ chim sẻ. Nhìn quán nước dưa này khả năng cao là bài đẹp rồi. Nãy giờ những trận đấu đồ ăn ra đang hơi hẻo và xa, thành ra là ép đời nó cũng không thể ép ít dần được. Dạ chính xác anh Tuấn Sucker ấy, cho anh Thắng Nguyễn nhá. 3-4 là ok nhầm. Lâu lâu đấy anh Tuấn Sucker vào xem này. Thêm vòng nữa đi dò thôi. Hai dân tách ra đi dò tìm hiệu đầu. Dừng chưa thấy đâu luôn. Hay làm trận dâng Nga nhở. Cho anh Đoàn Công Minh nhá. Ồ à voi. Hai con được không? Một con voi cu đơn. Hiệu đầu chắc sau mỏ vàng này rồi. Dừng là dừng dừa mặt 6 giờ. Đây bảy hiệu đầu. Hiệu đầu một voi. Sẻ thắng 4-2 thì tôi mất bạn 500 và ngược lại chơi không Hải. Nhầm. Hải chỉ chơi những kèo bỏ không ăn đủ thôi. Kèo đấy thì khoai. Không chơi không chơi. Đây sẽ có voi đầu tiên đến từ cái đủ chim sẻ. Sao lại Hải nhật bổn là sao anh Sơn đây? Bài đã có hai bầy hươu một con voi rồi. Và con voi đầu tiên sẽ đưa về. Có lẽ là phải dò thêm một chút nữa về mặt 9 giờ. Và giải quyết voi này thôi. Cháy Trường Giang nhá. Gom dân cơ cấu trước nhà máy đầu tiên. Tránh Hoàng Quốc Việt ạ. Vẫn chưa thấy quả phụ đâu cả. Yêu đầu thì vẫn chưa lùa. Hay là tí đóng anh nhân đôi. Tỉnh táo lắm không chơi đâu à. Đúng rồi anh. Tham gia mấy bộ môn đấy được. Bộ môn bỏ không ăn đủ chơi ngay. Tránh ra nhá, tránh Ninh Luân. Ồ, lùa hiệu về cái rừng đóng anh nhân đôi rồi. Ăn cả hiệu cả gỗ với bầy hiệu này. Bầy hiệu mặt 6 giờ không thể đóng anh nhân đôi cả gỗ cả hiệu ở rừng dừa. Đã khai thác bầy hiệu này đã. Vừa bầy hiệu 5-6 con gì đó. Tìm nốt một quả nào. Đây bầy hiệu đầu của cái đủ chim sẻ. Có voi về đấy rồi. Hiệu 6. Ok. Chào Đông nhá. Hello em. Chào anh Quyết Chọc ạ. Rồi có thêm 2 voi nữa. Đủ đồ 3 voi 2 hiệu. Vẫn không quả phụ. Bài chi này phải có 2 quả phụ mới ngon được. Không quả phụ này hơi liều liều. Có đầu đưa thêm những con voi về. Đóng nghe. Đây con voi tiếp theo được đưa về đến từ cái đủ chim sẻ. Về kia giống nóng lỗi quá ta. Đó. Xong kèo này á, xong kèo này thì anh em xem các game thủ leo tháp nhá. Đây con voi đưa về. Rồi, tách dần nữa tăng cầu tiếp. Và tách dần xuống ăn bấy hiệu từ 6 giờ. Rất nhiều những thao tác anh em ạ. Và trước khi đến với những uống giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi mới xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ngoài Việt Nam. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ê, vì còn hiểu hơi vội anh em ạ. Rồi làm bên nữa. Tạm vậy. Chả tạm. Ba bên ăn gỗ rồi, không chơi trò tìm nhà đâu bạn. BB luôn. Hai chín dân nữa. Bao nhiêu nhãn tử đánh 29 dân trận đấu này anh em ơi. BA, BM. Đúng. Rồi giờ ngồi cuốn ruộng rồi anh em ơi. Con này vẫn cầm thịt. Đá chặt gỗ lẻ đi. Ồ, hát xì liên tục này dấu hiệu thất bại đấy. Đã bắt đầu cơ cấu ra ruộng đến từ cái đủ chim sẻ đây rồi. Bài 27 thân cộng 1. Nhớ đóng E. Sát mép từ 9 giờ xuống thiếu một E đúng rồi. Chấm lúc cái E vào đây rồi lên đời đang cộng dân. Mặt từ 3 giờ xuống thì chúng ta chấm 2 E là kín rồi. Cuốn mớ ruộng này.
gần 10 ruộng rồi. 70 móng ruộng 3 móng VA. Ok. Thêm vài chiếc ruộng nữa đây từ cái đủ chim sẻ. Tăng A thôi. Rồi, BA tiếp theo. Đều nhờ. Rồi, như vậy dân lên đời sớm hơn đội bạn khá nhiều trận đấu này đấy. Bài nhãn tử đánh nhiều dân lên muộn. BA thứ tư dành cho đủ chim sẻ. Năm A. Gấu luôn rồi. Bài gõ thẳng 5A dành cho cái thủ chim sẻ nào. Mà quan trọng là nhãn tử nó nằm ở đâu trên bản đồ này. Giờ các bạn 50 giờ thì mệt luôn. Để cho một dân đi dò luôn ra mặt đó rồi. Để ta còn phải đẩy cái tân đầu nó chuẩn chỉ mà lên sớm hơn, phải tận dụng cái lợi thế lên sớm hơn anh em ạ. 9 giờ thì mình nghĩ là sẽ không có rồi. Chỉ sợ là 10 giờ 12 giờ này thôi. Rồi tân đầu tiên 5A. Đây rồi, đúng 10 giờ luôn. Mình nói gì nó cứ đúng như thế nhỉ. Đây nhà đội bạn đây. Ra ruộng. Có tin nhắn. Ây à. Rồi bắt đầu đẩy lên thôi. Nhà nhắn tử đang có khá nhiều ân vực quanh nhà. Em trai Nguyễn Trọng Hiếu nhá. Đây một dân vẫn đang chạy vào lòng vòng bên trong nhà đối thủ đây rồi. Bán luôn. Này. Đây nhà BA với các bạn chuẩn bị ra tân đầu rồi, lùi đi. Vâng, cẩn thận bị phải E lại khóa mất bây giờ. Rồi ăn được 3 dân, lợi thế đã. Là chốt E và BA đối phương. Đây là cung đờ đội bạn. Vâng, tân đầu cũng là 5A đến nhãn tử đã ra đủ. Nhưng tân tiếp viện ra đã đến rồi. Đến sớm hơn nguyên một tân luôn. Hơn một tân R đấy. Điều nào, ăn được một cung đờ đội bạn. Ốp A luôn là thắng rồi. Rồi tất quân lên ốp A rồi. Tham lai đang số là 50/52 dành cho cái đủ chim sẻ ở trong trận đấu này. Lên. Ăn được thêm một cung đờ nữa đối phương. Và dường như vẫn chưa mất con nào. Thêm một con nữa luôn, mất một cung đờ. Tân tiếp viện chuẩn bị đến. Sắp sửa đồng quân gấp 3 so với đối thủ rồi. Ây à. Pha bò rất khéo léo đến từ nhãn tử và đang vác dần ra để có thể đấu tân này của chim sẻ nhà. Tham lai đang số là 54, lên. Đánh hà coi nhá. Tôi nghĩ là 3-2 là một tỷ số đẹp rồi. Đấy. Trận xong 4-2 nữa, quá đẹp rồi. Quýt. Tham lai là 48 dành cho đủ chim sẻ. Những nông dân của nhà tử đang giúp cho anh ấy đỡ nha. Nhưng mà vẩy E này chúng ta vẫn tụt cho lên được. Không bỏ được đâu anh ạ. Tất tay, 5A nữa. Lên. Vẫn đông quân ở đối phương, vẫn bắn được vào ruộng đội bạn. Và tham lai vẫn đang xuống là 5x dành cho đủ chim sẻ. Đây, quanh ruộng đối phương đây. Đã có cung đờ bắn vào đây rồi. Tân tiếp viện sẻ đang ở đâu. Gần đến nơi rồi anh em ạ. Gần đến rồi. Bắn được vào lực đội bạn đây rồi. Dí ra này là ngất thôi. Thêm một tân nữa lên. Xong rồi đấy. Tỷ số sẽ là 3-2 dành cho cái buổi chia sẻ nắng. Và đấy cũng chờ đợi đến với trận đấu chung kết sớm của nhãn tử ngay sau đây ít phút. Tầm này là tầm không cửa thua rồi anh em ạ. Không lý do gì đánh được thua trận này nữa cả. Ốp là chết rồi. Và tỷ số là 4-3-2 dành cho cái buổi chia sẻ. Quý thôi. Buổi gì. Chờ đợi đến trận chung kết sớm đội bạn ngay sau đây anh em nhá. Một trận nữa thôi. Phũ phàng. Mò 2 đến cái đủ chim sẻ. Rồi kết thúc đội bạn ở trận đấu này nào. Gỗ đầu hơi xa nhá. Nếu như có đôi voi. Nhiều rồi. Đây là một quả đầu đang có được 6 cây cái đủ chim sẻ. Nước dưa này chắc nhiều voi hiêu lắm đây. Gỗ đầu hơi xa anh em ạ. Gỗ đầu xa quá. Chết giờ. Đây, hiêu ở trên này rồi. Làm sao chặn luôn cái cây gỗ màu vàng kia đi. Lùa hiêu về đấy thì quay đầu. Hợp lý chưa? Quá hợp lý. Phải tối lùa hiêu trận này, không chuyển đâu được ạ. Anh em chắc chưa nhìn thao tác hải hai dân lùa hiêu. Nó nhanh chứ. Quý sức với hưởng quả nhìn tôi lùa hiêu chỉ khóc thét. Đây, bầy hiêu đầu đến từ cái thủ chim sẻ sẽ đưa về bầy hiêu 4 thôi, nhanh thôi. Tóc nhanh. 4 con hiêu. Gọn gàng. Xem bài nhiều voi hiêu làm trận dâng Nga cho vui gái. Đây bầy hiêu sẽ đưa về đến từ cái vụ chim sẻ nắng. Làm vòng nữa đi dò. Ê, tầm này thể loại R ngoài Sen Long hoặc Tiễn Như Vũ có thể gây bất ngờ với sẻ chắc không còn ai. Okay. Còn anh ơi.
Anh quên nhắc đến một người rồi. Nhắc mỗi Sen Long Tiên Như Vũ thế thì không ăn thua. Bây giờ thì một người nữa để có thể khiến Sẻ thất bại trong kèo cung rồi thì có cái thủ nó một đấy anh ạ. Cái nó một cản được Sẻ thôi. Cặp cung nó một đánh kèo cung rồi 22 này chắc là xem có dãy nảy được không. Quýt ngay. Bây giờ được đưa về 4 con. Rừng đã có thêm một cánh rừng thông nữa ở mặt 6 giờ dành cho cái đủ chim Sẻ. Có xe giò tìm đồ ăn. Đấy, như anh Hải Dương này rất chuẩn này. No 1 đúng rồi anh ạ. Cặp No 1 thì vỡ. Thêm vòng nữa đi giò. No 1 còn đang đòi kết hợp cùng Sẻ đánh kèo sơ luyến với Tiễn Như Vũ đây này. Có xe giò nữa để tìm đồ ăn luôn. Bài mới chỉ có yêu đầu 4 con nhá. Chung kết sớm rồi bạn rồi, thêm rừng nữa rồi. Đây là con hiệu tiếp theo đến từ cái đủ chim Sẻ. Ok, thành công rồi. À, quảng cáo cầm đồ à? Đợi không anh ạ? Có ai? Vâng, và trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trong trận đấu này, trận chung kết sớm dành cho game thủ Nhãn Tử, chúng tôi xin giới thiệu bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim Sẻ Nắng Studio. Nhà chợ Richman tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và quay trở lại với cái game đấu này. Đây là một game đấu đang rất xấu về đồ ăn dành cho cái đủ chim Sẻ. Thực sự là mình không hề mong muốn cái trận đấu, cái kèo đấu chúng ta về tỷ số 3 đều một tí nào cả. Tránh qua ngô ấy là xong, chúng ta vẫn còn kèo đó chính là leo tháp đây anh ạ. Yeah. Hải quảng cáo cơ sở massage không? Massage thì được anh. Massage đơn giản, em đi massage suốt mà. Massage là tốt cho sức khỏe. Được. Không. Massage lành mạnh, massage đảng viên. Trườn trùng gì. Rồi đây là mỏ quả nữa. Đây VG này thì vỡ. Và đóng G ở đâu đây? Đây VG. Nhờ quần làm xấu thế. Nếu đăng ký làm tài trợ thì được quảng cáo không Hải? Đăng ký làm tài trợ nhưng mà tất nhiên là những cái sản phẩm bọn em muốn giới thiệu đến với anh em trong cộng đồng nó phải là những sản phẩm uy tín, có chất lượng, có thương hiệu và hoàn toàn hợp pháp theo hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tất nhiên là không thể nào vi phạm pháp luật được. Nên là các sản phẩm, kể cả anh em các sản phẩm không vi phạm pháp luật nhưng mà sản phẩm nó phải uy tín. Giới thiệu đến anh em cộng đồng bây giờ giới thiệu những sản phẩm nó ôi sản phẩm nó không đảm bảo chất lượng, có vấn đề gì đó thì bọn em không thể nào mà đứng ra chịu trách nhiệm được cả. Nên là đã mang đến sản phẩm cho anh em đều là những sản phẩm phải uy tín. Còn anh Khải Huy thì anh thông cảm và em không tham gia với cái tín dụng đen đấy, nên là anh không cần sở pham nữa anh ạ. Lần sau anh sẽ không chào anh nữa rồi chắc chắn. Và anh sở pham thêm tí nữa là còn anh bị quá nữa đấy. Thêm con voi nữa đưa về ở đây anh cho anh đủ chim Sẻ. Bài là bạn đánh 26 dân, Sẻ đánh 27 dân. Và nhà là bạn thì ở đối diện chúng ta trên mặt 11 giờ kia rồi. Tránh Nguyễn Thế Hiếu nhá. Đây là BA. Đây là BM. Em chào thầy Nam nhá. Em đã giàu đâu thầy cứ nói thế mang tiếng em. Tránh Nam Nguyễn. Bài kích 11. Ok, phết đấy. Đang cầm sạch gỗ rồi. Tránh chinh xẹo nhá. Hải quảng cáo nhà nghỉ không. Rồi thêm một quả nữa đến từ cái thủ chim Sẻ, các bạn cũng đã nhìn thấy khu vực này. Tránh Nguyễn Minh ạ. Chung kết nào nhầm anh Hào ơi. Đối phương cũng đã biết là chúng ta khai thác mỏ quả này. Vấn đề bây giờ là đối phương sẽ lên đời sớm hơn. Và sẽ là cái
Lợi thế rất là lớn dành cho game thủ Nhãn Tử. Ok, chào chào Mạnh Hà nhé. Hello em, chào anh Thành Trung, chào anh Cậu Tâm nhá. Rồi, nâng cấp bánh xe bắt đầu sóc dân. Thêm một con voi nữa đưa về, vừa ăn hoa vừa sóc vừa vẽ ruộng. 5 ma. Và mình nghĩ là sẽ đứng thủ rồi. Chơi Phù Văn Dũng ạ. Đã còn anh Tân ơi. Nhà rộng quá. Rồi, tân đầu tiên 5 ma đến chim sẻ, đội bạn là người lên đời sớm hơn. Rồi khi cung đời bạn đến thì chúng ta sẽ có tân đầu đây rồi. Quan trọng là đối phương đi quân như thế nào. Cái tình huống đi quân, đứng quân nó sẽ rất là quan trọng và làm thẳng mặt BA rồi. 5 ma, quật. Đội bạn vươn lên một dốc sông âm nhà BA với chim sẻ và tân đầu sẻ đã ra rồi, mất một dân rồi. Rồi chúng ta phải vác dân ra để đấu quân với đội bạn ở trong tình huống này. Chiều vừa lỗi, mất một con. Chưa đòi lại được con cung đời này. Lên đời sớm sẽ khá nhiều trong trận đấu này anh em ạ. Đây con cung đờ đỏ máu của Nhãn Tử làm tại một con cung đờ đối phương. Tân hai là bạn chuẩn bị đến, đã đến rồi. Tân hai sẽ đã ra rồi, bạn dồn quân lên hơi chậm một chút nên sẽ vẫn sẽ đỡ được tân này. 42/44 đó là tham bài thủ chim sẻ đóng e đi. Bắt đầu đi vòng thì Nhãn Tử đây rồi. Đây là cung đờ đối phương lao lên, dốc này sẽ giúp cho chim sẻ đang đỡ nhà. Như bạn có tân ba, lùi lại đợi tân ba nào. Quan trọng là những huống xong quân đều. Con này sẽ sắp được 4 na thôi. Chúng tôi đi vòng bắn vào cây ruộng này, mất thêm 2 dân nữa. Và coi anh bỏ quả ăn hoa này cũng bị phát hiện nữa. Đây cũng được rồi bạn đây. Tham lai 45 đến người cùng chim sẻ tiếp tục điều rờ cùng với Nhãn Tử, nhưng sẽ phải lùi lại con dốc này. Không thể hổ báo lao xuống dưới dốc này được. Quân của Nhãn Tử vẫn đang là rất đông. Đợt tiếp theo. Và có một tên đã lao vào nhà chính của chúng ta rồi. May là nhà chính không có gì, còn đây là nhà đối thủ. Vẫn còn một quả nữa, bài của Nhãn Tử đang là rất khỏe trong trận đấu này. Thực sự là rất khỏe đấy từ Nhãn Tử. Khó đấy. Đây, dân đang bị bạn lùa bên trong. Dân gỗ bị chơi vào. BA đang bị ôm. Trở ra chết ngay con. Bác dân ra đảo nào. Tham lai đỡ xuống là năm 48 đấy từ cái đủ chim sẻ nhà. Đã bắt được vài khoanh ruộng này của Nhãn Tử bên ngoài. Đỡ được tên ở mặt nhà BA. Còn tân quân trong nhà đối thủ ở đâu thì tôi chưa biết. Đây 4 cung R này. 7 E đây. Rồi bắt hết cung R, móc máy bên trong nhà nào. Đỡ bên ngoài nãy giờ đang không ra được dân đây. Tham lai ở số đó chính là 48 đến từ cái thủ chim sẻ nắng. Bài đấu đánh chắc nhà. May là cái mỏ quả bên ngoài kia không bị đối phương khai thác vào. Và cần phải có tân đi vòng để tạo nên sự đột biến. Phải tạo nên sự đột biến. Chứ cứ đứng như thế này thì càng đánh chúng ta sẽ càng thua thôi. Tham lai 53 đến từ cái đủ chim sẻ. Rồi bắt đầu đi vòng đây rồi. Và bắn vào được cái cơ sở đối phương, lọt nhà đưa về thế đổi nhà chẳng hạn. Bởi vì nhà chúng ta không có cơ sở nha. Bỏ nhà đi cũng được. Nhưng mà Nhãn Tử nó 7E hay quá. 7E đến từ cái đủ Nhãn Tử khiến cho sẻ đang chưa thể lọt vào bên trong. Và đang cố gắng bắn vào bên khu vực nhà BA với các bạn. Bỏ ăn hoàng đối phương bị chơi vào rồi. Đây là cung ở nhà của Nhãn Tử. Anh ấy sẽ giật quân về không? Bỏ quả ăn hoàng bị bắn kia. Một cung đờ đang bắn ở đây. Vẫn đang ăn hoàng. Đây là chim sẻ đang ốp nhà bè của Nhãn Tử. Rồi tiếp theo dồn lên. Quân Nhãn Tử đâu hết rồi? Tôi đã không biết quân Nhãn Tử ở đâu nhá. Bây nhiêu quân của nhà của Nhãn Tử thì sẻ chơi thoải mái. Hình như là Nhãn Tử kéo quân về rồi đấy. Đây, cái này mấy quân ra để đỡ rồi. Sẻ đang còn rất đông quân ốp vào nhà bè của đối phương. Tham lai là 46 đến từ cái thủ chim sẻ và khả năng cao rằng là chúng ta vẫn có được lợi thế ở trong tơn này này. Tơn tiếp theo 5 ma dồn lên, vẫn đang ăn hoa được mỏ quả nhá, vẫn đang còn mỏ gỗ 6 giờ nhá. Vẫn ôm được nhá. Đây là cái ruộng đối phương. Nhãn Tử cũng là vài đầu ăn hoang điểm đầu, bây giờ đang chưa có nhiều ruộng. Còn bấy nhiêu nữa. Đi tiếp. Tơn quần tiếp theo Nhãn Tử đẩy ra. Và tỷ số thắng được trận này á. Thế thì lại ảo quá các cụ ơi. Bắn đi. Đây là dân bên phía đối phương nhưng mà Nhãn Tử chưa quýt. Vẫn chơi tiếp được. Vâng, tham lại đè này. Thật kinh, bắt được trận này thắng được nhờ. Ảo thế. Thắng trận này là các cụ ơi. Gần 10.000 em xem được thôi. Dầu chấm hết thì anh dài. Góc này cũng chạy đâu nữa. Góc này chắc chắn chết rồi. Góc này cũng chạy đâu nữa. Kìa mang quân vào ta có dốc đứng. Tham lại đè. Úi trời. Các cụ ơi. Ôi giời ơi anh dài ơi.
tiền. Và tỷ số đã định là 4-2 dành cho game thủ chim sẽ thắng trong kèo Asian. Chiến thắng chung cuộc dành cho game thủ chim sẻ vẫn thắng được trận đấu này. Bịp thật đấy. Bài ba quả phụ đi từ Nhãn Tử và sẻ vẫn thắng được trận đấu này. 2-0 dành cho chim sẻ thắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì anh em có thể chuyển ngay sang fanpage Leo Tháp Spartacus để có thể theo dõi các chương trình leo tháp của team Vitamin cũng như là trên kênh YouTube chim sẻ thắng Official. Khi mà anh em đang leo tháp cực kỳ căng thẳng rồi. Còn buổi live trực tiếp của chim sẻ thắng ở trong buổi tối ngày hôm nay xin phép khép lại tại đây đúng KPI 8:30 hết kèo. Xin chào và lại anh em nhá. Gold, please.